qua đây đi. Em mệt mà cần gì thấy anh. Ừ, thấy em chị. Em không cần thấy em đâu. Để tôi thấy á. Chị bám sát rồi hả? Hello mọi người nha. Chào Bình Nhân nha. Xin chào mọi chào người nha. Chào nha, chào Trang Nguyễn nha. Hôm nay em bắt đầu xả áo vest đồng giá 25k nha mọi người. Xin chào Mai Yên Yến nha. Áo vest đồng giá 25k nha mọi người. Chia sẻ, áp dụng chia sẻ like nha. Chào mọi người nha. Mọi người chia sẻ like giùm em với ạ. Hôm nay đồng giá 25k nha mọi người. Áp dụng chia sẻ like nha. Mọi người chia sẻ like giùm em với ạ. Chia sẻ vào trang hội nhóm sẽ được được mua áo với giá là 25k nha mọi người. Xin chào Tuyết Linh nha. Em bắt đầu like nha mọi người ơi. Em bắt đầu like nha. Ai qua cho em xin 1 chấm với nha mọi người ơi. Áo dạ hả? Bây giờ em like áo đấy rồi, mai em like áo dạ được không? Mai em like áo dạ nha Tuyết Linh ơi. Hôm nay em like áo dạ vest nha mọi người. Áo vest kiểu có đọc mẹ số 1 dục rồi em quên chứ. Có đọc mẹ nó dục rồi không? Đây. Dục cho mẹ dục ký luôn nha. Dục cho lấy nè, xong rồi lỡ anh có lấy. Thằng ấy luôn xuống nhớ mẹ nha thằng ấy. Mua đó đi. La luôn hả? Thôi. Nó là đông. Thay phiên nhau á. Chúng nó mệt rồi mày. Thôi cũng được đấy. Ừ. Đấy nha mọi người. Áo đây. Một cái áo màu vàng nha mọi người. 60kg độ lại mặt người mã số 1 nha, 25k. Áp dụng chia sẻ like nha, 25k nha mọi người. 25k nha, rất là xinh nha. Đằng sau của nó như thế này nha. Có túi, có hai túi mình có thể thật ba như này. 25k nha mọi người, 25k nha. Chia sẻ là 25k nha, mã số 1. Ai like thì comment game mã số 1 nha. 25k nha. Quay xong. Đằng sau của nó như thế này nha. 25k nha mọi người. Mã số 1 màu vàng nha. 25k nha. Bao nhiêu ký? 60kg độ lại mặt vừa nha. Mình có gà nút kéo qua như thế này nha mọi người. Đẹp gà nút. Gà nút như thế này nha mọi người, 60kg độ lại mặt vừa nha. 25k. Mã số 1 nha, ai lấy thì comment cho em mã số 1. Em qua mẫu nha mọi người. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người ơi. Mọi người xem rõ không ạ? Tiếp theo là một cái áo hồng cột tay nha mọi người. Áo vest hồng cột tay nha mọi người. 25k mã số 2 nha. 60kg độ lại mặt vừa nha mọi người. 60kg độ lại mặt vừa. Có cài nút nha. Đằng sau của nó như thế này nha mọi người. Chia sẻ giùm em đi mọi người ơi. 25k nha mọi người. Mã số 2 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 2 nha. 25k. Áp dụng chia sẻ là
kaki không chị? Có, em có kaki nha. Ê, em mới vừa mặc hai mẫu, mẫu số 1 và mẫu số 2 là áo kaki luôn nha chị. Còn là vest kaki thôi nha chị ơi. Đồng giá 25k nha. Cái này vô này em nói vô nha. Và vôn á, vôn mỏng á. Một cái áo vôn mỏng nha mọi người. 25k nha, mã số 3. 50kg độ lại mặt vừa nha mọi người. 50kg độ lại mặt vừa, mã số 3. 25k. Không rõ nè. Tay dài hả? Rồi đợi em xíu nha, em mất. Đợi xíu nghe chị. Đó, cái này rất là đẹp luôn á mọi người ơi. Đọc mẻ, đọc ký. Đọc mẻ, đọc ký. Tiếp theo là một cái áo vest màu kem nha mọi người. Rất là sang nha, áo công sở nha. 50kg độ lại mặt vừa nha, mã số 4. Mã số 4 mã số 4 nha mọi người. Mã số 4, 25k chia sẻ. Chia sẻ là 25k nha, mã số 4. Áo vest nha, 50kg độ lại mặt vừa. Cái đây thì mình chỉ cần thoát nhẹ, hoặc là nó có một cái mắt ở đây, nhưng mà mình thoát nhẹ như thế này là nó cũng xinh rồi nha mọi người. 25k nha. Em đứng xa cho mọi người nhìn giá nè. Rất là đẹp nè, đằng sau đây. Đằng sau đây nha mọi người. Trời ơi, nhìn mình công sở quá. Mã số 4 nha mọi người, 25k mã số 4. Hàng si tuyển nha chị ơi, em sẽ nha, còn một ít em sẽ hàng bom á chị ơi. Còn một ít em sẽ hàng bom á nha, hàng si tuyển nha, rất là đẹp luôn nha. Bao chắc vải luôn nha. Tiếp theo nha, một cái áo. Thank you.
Mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em đi. Em cực kỳ yêu em rồi mọi người ơi. Mẹ chính là cái đỏ. Mẹ 11 Huỳnh Thị Nhi.
cho em nè. Cho em số điện thoại luôn Kim Lan. Dạ chị chốt cái 11 đúng không ạ? Để cho chồng các em. Chị Hân Nhi ơi, chị trả lời giùm em với à, cái đỏ hay là cái đen chị lấy một cái mã 11 với cái đen đây hay là cái đỏ đó chị? Có màu trắng cho em xem với. Dạ dạ chị Kim Ngân ơi, đợi em một tí nha. Nè đợi chị Hình Nhi trả lời rồi chốt nha. Chị Hình Nhi trả lời cho em rồi chốt cho chị nha. 50 tí màu đen, 58 tí màu đen. Giờ em bắt lộn xộn nha mọi người ơi, chứ em tìm đau lắm. Em bắt lộn xộn. Những hàng này số 9. Em sẽ lên màu đen. Nhớ nè hà hà cho mấy chị đẹp. Xả mẫu 9 là xả màu màu đỏ đúng không? Ừ ừ, được màu đỏ là màu đỏ dục ra. Là xả chị Nguyễn Hằng đúng không? Hàng máy tính chưa? À, không, 166 em ra đây, 166 được cái 6, áo 4, màu 2, đen nha, không có cái bèo đằng trước như thế này nha, 25k nha, mã số 12 nha, mã số 12 nha, đằng sau nữa áo thử như thế này nha mọi người, mã số 12 nha. Mình nghĩ như sẽ cái gì vậy? Mình nghĩ như sẽ cái đen á, lấy cái đỏ sẽ cái đen. Rồi tiếp theo là mã số 11 nha mọi người, mã số 11 nha. Cái đây là lấy cái 11. Mà chị xả cái màu chín là cái màu đỏ. Lấy một cái 11 nữa chứ hả? Cái 11. Em mới bị lộn á. Cái đây nè. Cái đây là cái 11 á hả? Cái mới bèo bèo á. Chốt ra rồi, con không nhắc, sao mở gì hết cho quên. Cái bèo đây nè. Không, cái đó là đúng rồi của chị Yến Nhi á. Màu đen á, chị Yến Nhi lấy cái màu đen á. Rồi em nhớ sao được. Bây giờ chị lấy số 11 và nhảy nè nữa. Kim Ngân nha, cho số điện thoại mọi người. Một cái áo màu cam nha. Chị Kim Ngân ơi, cho em xin số điện thoại, địa chỉ nha. Mã số 12 nha mọi người, 60kg đổ lại bạn vừa ạ. 60kg đổ lại bạn vừa, mã số 12 nha. Nguyễn Hằng ơi, áo dạ nào?
mình để xíu nữa mà cái muốn nước với nha mọi người. Bán làm thôi sữa chưa làm được gì cả. Chủ của em cưng em lắm mọi người nên là em được nước trà sữa. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo mã 15 nha. Nguyễn Hằng ơi, áo hồng nào vậy Nguyễn Hằng ơi? Em không mang rõ rõ vô. Tôi để em dạy như áo hồng dạ. Áo hồng dạ đúng không? Áo đây đúng không chị Ngữ Hằng? Rồi, áo dạ đó 150 cái em chị ơi. 180 chia sẻ con 150 nha. Để em mặc vô cho chị coi nha. Để nó mặc vô cho chị coi nha. Chị Kim Ngân ơi, chị còn đó không? Chị Kim Ngân ơi, cho em xin số điện thoại nha, không em sẽ áo nha.
À, sao Nguyễn Hằng ơi, ở 80 thống nhất nha Nguyễn Hằng ơi, em khóa cổ xe chưa? Tiếp theo nha mọi người, một cái áo vest màu trắng kem nha, rất là đẹp nha, tay dài nha, chị nào mới hỏi cái áo nha mà tay dài đấy nha chị ơi. Trời ơi, cái màu xanh đẹp dài mà ai không lấy nè mọi người ơi, màu xanh. Chị Nguyễn Hằng ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nha. Đây nha chị ơi, mã số 20 nha, mã số 20 nha. Mã số 20, 25k nha mọi người, mã số 20, 25k. Rất là đẹp nha mọi người, rất là đẹp. Cái áo đỏ đây hả? Ờ cái này à. 50kg mắc vừa chị. Áo đỏ đây 50kg mắc vừa. 50kg đổ lại mắc vừa nha. Cái trắng đây mã số 20 nha mọi người. 50kg đổ lại bằng vừa nha, 50kg đổ lại bằng vừa nha. Ừ, chậm chậm. Tao lại người xem mà tao mướn á, mướn người bảo tao trả tiền mày con kia. Con xem luôn á. Chị lẻ hả? Ờ. Trời ơi xem mấy thằng mặt thế nào cũng đẹp. Ôi rủi. Nguyễn Hằng mà 5-3 tí hả? Ờ. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo đây nha, mã số 21 nha, màu đen nha. Kim ngang 20. 20 đúng không? Vừa nha chị ơi, cái này 55kg đồ lại mặc vừa luôn. Đây nha mọi người, mã số 21 nha, 21 nha, 25k, mã số 21, 55kg đồ lại bằng vừa nha. Kim Ngân ơi, chị cho em số điện thoại nha, không em xẻ áo chị ơi, em chưa thấy số điện thoại nha. Đây, số mày số nhiêu? 21. Tiếp theo nha. Mã mã 22 nha, 50kg đổi lại. 55kg đổi lại bằng vừa nha mọi người. Ai vậy? Mọi người đằng sau như thế này nha. Nguyễn Hằng ơi, để em mặc áo cho chị coi nè. Em 55kg mắc còn vừa mà. Chị có 53kg sang vừa được nè. 55kg nè chị ơi. Rộng nha. 55kg mắc vừa nha chị ơi. Em mặc còn rộng mà. Em 55kg nè. Em mặc còn rộng mà. 55kg vừa nha chị ơi. Tiếp theo nha mọi người. Mã số 22 nha. Mã số 22 nha. Ừ, trời. Chị ơi, ngày mai em kêu mắc áo dây nha. Em ngày mai em phải bắt mặc áo dây hết. Đây tiếp theo nha mọi người, trời ơi một cái áo rất là cute luôn nha mọi người, rất là cute nha. Kim Ngân ơi, cho em xin số điện thoại không, em xẻ đơn nha chị ơi, nãy giờ em chưa có số điện thoại của chị nha. Mã số 23 nha, mã số 23 nha, 25k. 55kg đổ lại bằng vừa nha. Chị Nguyễn Hằng nha. Mã số 25 nha mọi người, mã số 25k nha. Áo đỏ nãy đó chị mặc lắm. Sao là Nguyễn Hằng mà. Ủa chị duyên phạm gì nói đó mà. Trời ơi, cái áo đỏ hồi nãy em mặc thử cho chị Nguyễn Hằng hả? Chứ không phải em like. Chị lấy trước rồi. Nguyễn Hằng cho số điện thoại.
đó hả? Ờ, nhưng mà những hàng kia, những hàng khác, rồi những hàng đây, những hàng khác nữa. Có một người hàng nó người hàng là khác nè. Đây nè. Một người hàng nhá, làm cho các người hàng là hai người hàng. Đây nè. Một. Tặng hàng. Đây nè. Tặng là con người. Nè, đây cũng những hàng nè trời. Nhưng mà hồi nãy chị kêu lên mặt mặt áo đỏ thì coi thử. Ê, tiếp theo nha mọi người. Cái này thì 46kg độ là bằng vừa nha. Vậy là mỹ hàng đây cũng. Mã số 26 nha, mã số 26 nha. Cái đây nha mọi người, mã số 26 nha, 46kg độ là bằng vừa 47kg cũng được mọi người ạ. Vàng đỏ của chị con khùng. Đây nha. Vậy thôi còn cái kia. Vàng đỏ đi. Mã số 26 nha mọi người, mã số 26 nha. Trời chữ tôi. À chưa có. Kim Ngân ơi, cho em số điện thoại không em hủy đơn. Kim Ngân ơi, cho em số điện thoại nha. Em hủy đơn nè. Tiếp theo một cái áo nha mọi người. Tiếp theo một cái áo nha. Dây kéo của nó là dây kéo chéo như thế này nha mọi người. Chéo như thế này nha. Mã số 27 nha. 25k mã số 27. 55kg độ là bằng vừa nha mọi người. 55kg dây kéo của nó là dây kéo chéo như vậy nha. Mọi người không thích thì cứ để như thế này cũng được ạ. Như thế này nha, rất là xinh nha mọi người. 25k nha, mã số 27 nha mọi người. Ai lấy thì comment cho em mã số 27 nha. 27 nha mọi người. 27 nha, mã số 27. 25k nha. Rồi em hủy đơn của Kim Ngân nha, do Kim Ngân không cho số điện thoại nè. Tiếp theo là một cái vest sắc nắp nha mọi người. Cái vest sắc nắp à, có hai người hàng mà của chị luôn á. Rồi ok chị nha, của chị hết đúng không? 25k nha mọi người, mã số 28 nha. Mã số 28 nha. 48kg độ là bằng vừa nha, 48kg độ là bằng vừa nha. Mã số 28 nha, mã số 28. 25k nha mọi người. Nó như thế này nha mọi người, làm sao mà nó như thế này nha. 25k nha mọi người. Nhiều hàng này nữa. Mà cái 12 là cô chỉ. 12 tiên này cũng không. Cũng một người đúng không? 2 người. Tiếp theo nha mọi người, một cái vest màu hồng nha, tay giờ nha. Duyên Phạm ơi, em thấy chị rồi nha, chị lấy cái dạ màu hồng đó hả chị? Hồi nãy em cho chị coi rồi mà. Trời ơi, Duyên Phạm ơi, áo dạ. Tiếp theo nha mọi người, một cái vest màu hồng rất là đẹp nha, rất là công sở luôn nha mọi người. 48kg độ lại bằng vừa nha, 48kg độ lại bằng vừa. Em ở 80 thống nhất nha chị ơi. 48kg độ lại bằng vừa nha mọi người. Mã số 30 nha. Áo này mã số 30 nha. Đó, em mặc như thế này cho mọi người coi nha. Mã số 30 nha. Đằng sau của nó như thế này nha. Em ở 80 thống nhất đó chị ơi. Đây nha mọi người. Mã số 30 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 30 nha. Mọi người ơi đợi em xíu nha. Áo dạ hồng đây hả? Ừ. Hai cái màu hồng luôn nè, mẹ cũng cái màu hồng luôn nè. Mọi người cứ xem màu hồng này thì không. Đây chị ơi, cái đây form dài nha, cái đây form dài để các con. Cái đây cho chị 150k chia sẻ like nha, rất là đẹp nha chị ơi. Trời ơi đẹp quá chị ơi. 30. Cái nào 30 đó? 30. 30 em chốt cho chị Đăng Yên nha. Chị ơi cho em số điện thoại và địa chỉ nha chị ơi. Chị rồi, ơi, có rồi. Kim Ngân dạ, cho. Dạ có rồi chị ơi. Cho Kim Ngân cho điện thoại không xả đâu. Thôi Kim Ngân nói rồi. Ờ xả chứ rồi.
cây 1m5, 1m6, mẫu cây 1m6. Em 1m6. Em ở Gia Lai nha chị. 1m6kg nha, 1m6, 1m6kg nha. Còn Nguyễn Hằng ơi, em ở Gia Lai nha chị. À, mẫu cao 1m6, nặng 46kg nha. Mẫu nó mẫu cao 1m6, nặng 46kg nha. Cái áo này 50kg đồ lại mặc vừa nha. 50kg đồ lại mặc vừa nha. 150k nha, chị Chí sẽ lai 150k nha. Lấy thì chốt cho mẹ số 1 nha. Dạ mẹ số 1 nha mọi người ơi, mẹ số 1 dạ nha. Cái con khỉ ốc. Rồi tiếp theo là một cái dạ hồng nha, mẹ số 2 nha, bao nhiêu? Mẹ số 2 cũng vậy. 150k luôn nha mọi người, mẹ số 2 nha. Ai lấy thì comment cho em mẹ số 2. 55 60kg luôn ha. Cái 60kg á. 60kg rồi là bằng vừa nha. 55kg rồi là bằng vừa thôi. 60kg tay này chặt. 55kg rồi là bằng vừa nha. Ai lấy thì comment mẹ số 2 nha. Mẹ số 2 nha mọi người. Đằng sau của nó. Ship Nha Trang hình như là 30-35 ngàn nha. 200. Cái đây 200k nha mọi người, chia sẻ like còn 200 nè. 200k nha, một cái áo hàng form dài. Form dài tới đầu gối luôn á mọi người, xẻ tà dưới nha, tà dưới rồi tà tay cũng xẻ tà luôn nha mọi người. 200k nha, chia sẻ like còn 200k nha mẫu mẫu này nha. Mẹ số 3 nha, ai lấy thì comment cho em mẹ số 3 nha. Rồi. Em like viết tiếp nha mọi người ơi. Rồi em like tiếp hàng đồng giá 25k nha. Tiếp theo là một cái áo màu trắng nha mọi người. Màu trắng áo thủy lỡ như thế này nha mọi người, 25k nha, mã số 30 nha, mã số 30 25k. 55kg độ là bằng vừa nha, trời ơi cái này kết hợp với các kiểu đồ đều đẹp nha mọi người, trời ơi dễ thương quá mọi người ơi, 25k thôi mọi người ơi. Đằng sau của nó như thế này nha. Đi chú xe chị gọi xe hay là gọi bưu điện chị ơi. Gọi bưu điện đồng giá 30-35k hết nha, ngoài tỉnh nha chị. Bằng vừa nha. Mã số 35, ai lấy thì comment cho em mã số 35.
chị đi bê đi một nước ngang chằng chằng, chị đi bê thì chị với em nha. Dạ mọi người chỉ cần cho em số điện thoại cũng được ạ, rồi inbox cho em địa chỉ nha. Mọi người nếu mà cảm thấy không an toàn thì cứ cho em số điện thoại IP gì qua IP em luôn nha, địa chỉ qua IP luôn nha. IP qua em luôn nha chàng chàng ơi. Sao nãy giờ mà áo đen không vậy ta? Dạ nó áo đen không hả? Nó có áo đen nữa hả? Tiếp theo nha mọi người, mã số 36 nha, mã số 36 nha. Ở đằng trong nó có một lớp vân như thế này nha mọi người, 25k thôi ạ, 25k. Rồi ok, đang hiếm. Đây nha mọi người, mã số 36 nha, 36 tay lỡ nha. Đây lăn đúng không? Dạ. Trời ơi, nãy giờ dạ hồng em mặc 2 lần rồi á trời ơi. Dạ hồng nãy giờ em mặc mấy lần rồi? Chị muốn coi, chị có 3 cái trở lên em ship nha Nguyễn Hằng ơi, 3 cái trở lên là em ship nha. Rồi em sẽ đơn của Kim Ngân luôn, do Kim Ngân không cho địa chỉ nè. Mặc lại 2 cái sẽ đơn luôn nè. Kim Ngân ơi, em sẽ đơn rồi nha, do không cho số điện thoại em sẽ đơn rồi. Rồi, hai cái này rất là đẹp nha mọi người nhanh tay nha. Một cái áo vest nha mọi người, một cái áo vest màu trắng tay dài rất là đẹp nha, rất là xinh nha. 25k thôi mọi người, 25k. 50kg độ lại bằng vừa nha, 52kg cũng được à, 52kg độ lại bằng vừa. Dạ, được lắm có, trời ơi, để em lấy nha. Chị ơi, mấy chị ơi, xinh lắm luôn ạ, 25k thôi mọi người, trời ơi, cái này xinh lắm luôn mấy chị ơi. Mã số, mã số bao nhiêu ta? Mã số 38 nha, mã số 38 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 38. Trời ơi rất là đẹp luôn mọi người ơi, 25k mã số 38 ạ. 50kg, 52kg cũng được. Rồi em mặc áo dạ lông nè. Áo dạ hồng có ai đặt chưa? Chưa chị ơi. Áo dạ hồng chưa chị ơi, chị muốn lấy cái nào thì em mặc cho chị coi nha. Trời ơi một cái siêu phẩm nha mấy chị ơi, trời ơi cái này xinh quá luôn á, mấy chị không lấy là tiếc lắm luôn á mấy chị ơi. Bao cho 38 là cái này. 38 là cái màu trắng. Chị ơi cái màu trắng nó hơi lỗi rồi chị ơi, nên là em không bán được nha chị. Em mặc lên rất là đẹp nhưng mà ở phía sau nó bị lỗi rồi. Trời ơi em xin lỗi nó, chị nha. Nó bị tua tua rồi cho nên là em không ấy nha, nó bị tua mất rồi. Em chốt 38 cho chị Đăng Yên rồi nha chị. 38 đây hả? 38 đây hả? 38. 38 đây bị lỗi đó trời ơi, bị tu rồi, bị tu hết rồi nha, chị chọn áo khác nha. Cái áo này rất là đẹp nhưng mà bị lỗi nè, mọi người có lấy em bớt nè. Mọi người lấy thì em mọi người lấy thì em bớt nè, 15 ngàn hư hết rồi. Rồi ok, không lấy cái này em giục ra, cái này bị hư rồi. Cái này em giục ra. Rồi cái áo cổ lông nha, cái vest cổ lông. Cái lộn cái dạ cổ lông nha. Cái đó xong rồi, tính mất rồi. 180 nha mọi người, 180 nha. Trời ơi rất là đẹp luôn mấy chị ơi, 60kg độ lại bằng vừa nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Màu đây là màu xanh nha. Màu xanh rêu nha mọi người. Đẹp nha, cổ lông nha, 180k thôi chị ơi, 180k thôi nè. Ai lấy thì comment cho em mã số 1 nha, mã số 1 nha. Mã số 1 nha. Dương Quỳnh ơi. Dương Quỳnh ơi, đợi em một chút xíu nữa thôi nha, rồi em like lại màu hồng về nha. Chút đây mấy chị nữa. Ơi, chị nào lấy thì comment cho em mã số 1 nha, rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 60kg độ lại bằng vừa nha. Mã số 1 nha. Cái đây 180 nha chị ơi, cái đây 180 nha. Có sửa được không chị? Sửa cái đó. Được, cái đó sửa được nha, em về may lại là nó hết tua. Ờ. Em lấy 15k nha. Cái này sửa được mà, ở phía trong thôi nè. Cái đó ở phía trong thôi chị ơi, nó là sửa được hết á. Cái đây là ở phía trong nha. Đây nha mọi người. Mã số 1 nha, cái này rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. 60kg rồi lại bằng vừa nha. Mẹ thôi bị lỗi rồi đừng có lấy nữa trời ơi. Chị Dung Yến ơi bị lỗi rồi đừng có lấy nữa nha. Bên trong nha. Cái đó bị lỗi rồi. Đăng Yến ơi lấy thì em bỏ vô cho chị luôn, em không lấy tiền. Trời ơi chị Đăng Yến lấy thì em bỏ vô luôn, khỏi lấy tiền nè. Em tặng chị luôn. Chị Đăng Yến ơi ok giúp em nha, chị lấy cái áo này em bỏ vô luôn nha, không lấy tiền nha. Rồi một cái vest. Một cái vest màu xanh nha. Mọi người bao nhiêu chị?
Lấy thì ok, em không lấy tiền nha, chị về sửa được thì mặc nha. Đăng Yến ơi, em không lấy tiền nha. Em bỏ vô chị luôn nha, lấy thì ok cho em nè. Trời ơi, cái mũ bự quá. Lấy thì ok cho em nè. Nó có mũ như thế này nha mọi người, không thì mọi người mặc như thế này cũng được nha. Mã số 2 nha, 180k nha, mã số 2. Chị nào có lấy cái màu hồng không? Mặc lại. Ở đây mặc được. Chị Đăng Yến ơi, em mặc áo dạ này nha. Đây nha, áo dạ đây nha chị. Áo dạ đây nha chị ơi. Rồi Đăng Yến ok. Nè bỏ vô cho Đăng Yến đi. Áo dạ màu hồng hồi nãy chị nào yêu cầu đấy ạ. Áo dạ màu hồng đấy ạ. Mẹ à, lấy thì không mình cho em mã số 4 nha. Mã số 4 ạ. Mã số 4 nha mọi người, mã số 4. Em chào chị Nguyễn Thủy nha. Em chào Trần Trần nha. Mẹ màu hồng kìa chị ơi, áo dạ màu hồng chị ơi. Cái này thì 50kg độ là bằng vừa thôi ạ. À. Đây màu hồng đây mọi người ơi, 50kg độ là chị bằng chưa vừa. Chị Trương Quỳnh ơi, áo dạ màu hồng kìa. Mẹ số 6 đây chị ơi. Mẹ số 6 nha, ai lấy thì comment cho em mẹ số 6 nha. 150k thôi, áo này 150k thôi nha mọi người. Rồi mọi người quay mẫu đây rồi em like viết lại nha. Quay mẫu đây em like viết lại nha. 150k nha mọi người. Áo này 150k nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất là đẹp nha. 150k thôi nha. 50kg độ lại bằng vừa nha. Thôi em quay lại vết nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 6 nha. Màu hồng xè. Màu hồng xè kia hả? Màu hồng xè đây đúng không chị? Cái đây màu hồng xè nha. Chị lấy thì chốt mẹ số mấy? Số 6 nha. Mà chốt mẹ số 6. Trước là mã số 5 nha chị. Đâm xe nè chị. Chị lấy cái nào đâm xe hay là form dài? Tôi còn một cái form dài. Còn một cái form dài đây nè mọi người. Trương Quỳnh ơi lấy màu hồng xì thì comment mã số 6 giúp em nha. Còn mà đây là form dài nha. Còn một cái form dài Hàn Quốc đây nha mọi người. Đây form dài nha. Đây nha. Mọi người có thể bằng như thế này ạ. À. Lấy thì chốt em mã số mấy? Rồi em quay lại viết nha mọi người ơi. Em quay lại viết 25k nha. Rồi 25k nha mọi người. Mã số 40 nha. 25k mã số 40. 50kg độ lại bằng vừa à. 50kg độ lại bằng vừa. 25k thôi mã số 40. Ai lấy thì comment cho em mã số 40 nha. Mã số 40 nha. 25k nha mọi người, 25k nha, mình có thể bấm nút lại cũng được nha mọi người, bấm hàng nút đây lại nha mọi người, 25k nha, mã số 40, ai lấy thì comment cho em mã số 40 nha. Trương Quỳnh số 6 rồi, ok Trương Quỳnh nha, mẹ xì á, rồi ok Trương Quỳnh nha, 0168 589 biết thêm một cái áo hồng rất là cute luôn Trang nha, Trang 40 hả? Trang Trang ok nha. Tiếp theo nha mọi người, mã số 41 nha. Trời ơi một cái áo hồng rất là cute luôn nha mọi người. 25k thôi ạ à. 25k thôi ạ à. Mã số 41 nha mọi người. Mã số 41 nha, 25k nha. Rồi em cảm ơn chị Trương Quỳnh nha. 50kg rồi là bằng vừa nha. Màu hồng nha mọi người, rất là xinh luôn nha. Màu hồng nha, phía dưới như thế này nha mọi người. 25k thôi mọi người, không lấy cái này là tiếc lắm luôn ạ. À. 25k thôi. Cái áo này em để giặt thấp rồi nha, chỉ về mặt thôi nha, cái áo dạ đây nè. Mã số 41 nha mọi người, ai lấy thì comment cho em mã số 41 nha. Chị Trương Quỳnh ơi, chỉ về mặt thôi nha. 50kg độ là bằng vừa nha, 50kg độ là bằng vừa. Mã số 41 nha, mã số 41 nha. 25k thôi mọi người, áo hồng rất là đẹp luôn ạ. Mã số 41 nha, ai lấy thì comment cho em mã số 41 nha. Rồi ok chị Trương Quỳnh luôn nha, em cảm ơn chị nha, chị về nha. Rồi tiếp theo một cái áo trắng nha mọi người. Trời ơi cái này cũng
mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em đi. Tiếp theo là một cái áo vest màu vàng nha mọi người. Một cái vest màu vàng như thế này nha, trời ơi, chỉ có 25k thôi mọi người. 25k quá là rẻ, quá là đẹp luôn mọi người ơi. 25k thôi, mã số 43 nha. Mã số 43 nha, ai lấy thì comment cho em mã số 43 nha. 50kg đổ lại bằng vừa nha. 50kg đổ lại bằng vừa nha, mã số 43 nha. Đây như thế này nha mọi người, đằng sau của nó như thế này nha. Đây nha mọi người, mã số 43 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 43 nha. Thằng Hí là lại nó gì mà đây nha mọi người, mã số 43 nha. Hay là em ấy đi rồi ai lấy thì comment cho em mã số 43 nha. Trời ơi, chủ yếu là nó thôi. Mã số 43 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 43. Sao nó đúng rồi? Nguyễn Hằng ơi, cái gì vậy? Vâng là cái gì vậy? Vâng là gì vậy Nguyễn Hằng ơi? Tiếp theo nha mọi người, một cái áo chấm bi nha. 25k thôi mọi người ơi, mã số 44 nha. Mã số 44, 25k thôi, 55kg. 50kg đổ lại Nguyễn Hằng, ok. 55kg đổ lại bằng vừa nha, 55. Cái đó 47kg đổ lại mặc vừa thôi, 50kg rồi. 50kg được không? 50kg đổ lại mặc được. 50kg đổ lại bằng vừa nha. Ý là Nguyễn Hằng chọn cái đó nhưng mà không nói số. Vâng. Mọi người ơi, mã số 44 nha mọi người. Mã số 44 nha, 25k. Ngày mai em kết nút lại nha chị ơi. Ngày mai em sẽ kết hết nút lại nha. Em sẽ mua nút, em kết nút hết lại nha. 25k thôi mọi người. Mã số 44 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 44. Sáng mai em nó không có nút thì em sẽ kết hết nút lại nha mọi người ơi. Tiếp theo nha mọi người, rồi một cái vest màu xanh nha, rất là đẹp nha, chỉ có 25k thôi mấy chị ơi. 25k thôi, 50kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 45 nha, mã số 45, ai có like comment cho em mã số 45 nha. Vest màu xanh nha, cái tay của nó có răng beo như thế này, rất là đẹp nha. Bong bong như thế này nha mọi người. 50kg đổ lại bằng vừa nha, mã số 45 nha. Mã số 45, ai lấy thì comment cho em mã số 45 nha. Áo vest rất là đẹp nha, chỉ có 25k thôi mọi người. Ngồi nữa. Linh nói đi. Ngồi sung sướng thôi. Tiếp theo nha, mã số đứng nó dài đuổi cho nó. Tiếp theo nha, mã số 46 nha mọi người, 25k. Thì hàng cổ quá thì nó được. Áo này nó bóng như thế này nha mọi người, 25k nha. Mã số 48 rồi nha. Ok chị nha, mai em có hết nút rồi nha chị. Mã số 48 nha. 50kg độ lại bằng vừa nha, 25k, 50kg độ lại bằng chàng 44. Ok chàng chàng nha, cái này có nút không? Có. Rồi mai em kết hết nút rồi. Mã số 46 nha. Mã số 46 nha, 50kg đổ lại bằng vừa, mã số 46 á. Trời ơi, má biết con biết nói gì đúng. Trời ơi, một siêu phẩm nữa nha mọi người, áo thủy nha. 25k thôi mọi người ơi, cái áo này đẹp lắm luôn, mọi người không lấy là tiếc luôn á mọi người ơi. Nó có nút nha, 50kg đổ lại bằng vừa nha. Trời ơi đẹp quá mọi người ơi, đẹp lắm luôn á. 25k thôi mọi người ơi, ai lấy thì comment cho em mã số 50 nha. 50 chưa hả? 50 nha, mã số 50 nha. Trời ơi đẹp lắm luôn mọi người ơi. Nè, như thế này nha, mã số 50 nha. 25k thôi mọi người ơi, 25k thôi, mã số 50 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 50 nha. 44 cái chấm bây giờ chị rồi. À đây. Cái đó hỏi lại nữa. Đúng rồi, 40 cái.
42, 46 rồi. Ok, lên vỏ chốt nha. 46 đây đúng không? Không, cái này 50. 46 đây. 42 là cái nào? Đây là nó là 42 cái đây, cái số rồi. 42 cái số rồi đây, 46 đây. Cái đây nha mọi người. Lên vỏ thì chốt ok. Cho mọi người coi nha, cái này đẹp lắm luôn. Mã số 50 nè. Chặn đúng không? Mã số 50 nè, 50 ký đổi lại bằng vừa nha. Cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Không lấy cái này tiếc lắm mọi người ơi. 25k thôi mọi người ơi. Mã số 50 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 50. Mọi người ơi, em tục lực view rồi mọi người ơi, chia sẻ bài giúp em này. Đây nha mọi người. Mã số 50 nha. Cái này mã số 50 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 50 nha. 4244. Mã lùn. Thì cái 246. Thôi em ấy thì chị đi tục chép rồi là em nè. 46 đúng không? Ok chị Linh gọi thì chút. Mọi người ơi đợi em xíu. Mọi người ơi em tục được view rồi mọi người. Chia sẻ bài giúp em rồi nha. Tiếp theo nha mọi người. Mã số 51 nha mọi người. Mã số 51 nha. 48kg độ lại bằng vừa nha. 25k thôi mọi người ơi. Đồng giá 25k thôi nha. Mã số 51. Ai lấy thì comment cho em mã số 51 nha. 48kg độ lại bằng vừa nha. Nó khóc như thế này nha. Tay lỡ nha. Đây là đằng sau của nó như thế này nha mọi người. Mã số 51 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 51. Sung sướng quá mày. Tiếp theo nha mọi người. Mã số 52 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 52 nha. 48kg độ lại bằng vừa nha. Mã số 52. 48kg độ lại bằng vừa. 25k thôi mọi người. Mã số 52. Ai lấy thì comment cho em mã số 52. 48kg độ lại bằng vừa ạ. Khóa green chắc phải một tuần nữa mới về em ơi. Mấy ngày nữa mới về. Chỉ có vip green thôi. Có một cái vip green từ tay cọc như thế này nha. Chị đẹp. Anh chị đẹp ơi chia sẻ cho em nha mọi người. Đây nha mọi người. Một cái áo green như thế này nha. 46kg độ lại bằng vừa thôi ạ. 46kg độ lại bằng vừa. Mã số 53 nha. Mã số 53. 46kg độ lại bằng vừa. Mã số 53. 25k thôi mọi người ơi. Giờ mình mới biết là không xích máu của mình. 52 ok. Lên bỏ thì chút. Không biết chị tìm đi. 52 ngày không? Chị có giá cho nó được. Tiếp theo nha. Một cái áo rinh nha. Đằng sau của nó là đen như thế này nha mọi người. Đen như thế này nha mẹ. Đằng trước của nó là có đến một hàng mà hai bên là hai hàng như thế này nha mấy chị. Ai hỏi em ơi em biết nhà chị Nhung bác ở chỗ đó. Chị Nhung ở dưới đây đối diện nhìn qua phía bên kia sao á? Dạ hình như vậy á cô. Dạ, 25k nha mọi người. Mã số. Dạ hình như vậy á cô. 54 nha. Chị vậy cô? Chắc vô về rồi. Dạ cô xuống đó cô hỏi thử con bụng biết nữa. Mã số 54 nha mọi người. 25k nha. Mã số 54. 55kg độ lại bằng vừa nha mọi người. 55kg độ lại bằng vừa. Mã số 54 nha. Mã số 54. Ai lấy thì comment cho em mã số 54. Mọi người ơi em tục lục view quá mọi người ơi. Chia sẻ bài giúp em đây mọi người ơi. Ai lấy thì comment cho em mã số 54. Do mạng nữa nhanh thì lại vô cái đi. Tiếp theo một cái áo màu vàng đây nha mọi người. Một cái áo màu vàng nha. Mã số form dài. Form dài nha mọi người. Mã số của nó là 55 nha mọi người. Mã số 55. 55. 25k thôi mọi người. 50kg độ lại bằng vừa ạ. 50kg độ lại bằng vừa. Mình có thể ra nút nha mọi người. Mình có thể ra nút như thế này nha. Đây nha mọi người, đằng sau của nó như
người một cái áo trắng như thế này nha, 25 cái thôi nha mọi người.
Mọi người ơi, một cái áo màu kem nha. Mẻ số 63 nha mọi người ơi. Một cái mẻ màu kem rất là đẹp nha, mẻ số 63. Cái này bao nhiêu ký một người ạ? Nó bao nhiêu ký? 45 à? Cái này 47 ký mắc vừa nha mọi người ơi. Xoay phía sau đứng mẫu à. Xoay một vòng coi. Mẹ số 47 nha mọi người ơi. Mẹ số 47 nha. Cái này 47 ký mắc vừa. Ai lấy thì comment mẹ số 63. 57 ai lấy vậy? Chào chị Nguyễn Hằng nha. Một cái áo màu đen nha mọi người ơi. Cái này chắc cỡ tầm 50 ký đồ lại mặc vừa nè. 50 ký đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì comment mẹ số 60. Vừa đẹp đi. Cái áo này rất là đẹp luôn nha. Mẹ số nhiêu? Mẹ số 62 nha mọi người ơi. Ai lấy thì comment mẹ số 62 cho em nha. Cái này 60 ký đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì comment mẹ số 62 nha. Chị đó. Ai lấy thì comment mẹ số 62 nha mọi người ơi. 50 ký đồ lại mặc vừa nha. 50 ký đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì comment mẹ số 62. Ai lấy thì chốt cho em với. Mẹ số 63 nha mọi người ơi. Mẹ số 63. Mẹ số 63 45 ký. 45 ký mặc vừa nha. 45 ký mặc vừa. Ai lấy thì comment mẹ số 43. Ai lộ comment mẹ số 63. 45 ký mặc vừa nha. Ai lấy thì comment mẹ số 43. Ai không lấy cái áo này thì tiếc nha mọi người ơi, rất là đẹp luôn nha. Chắc phải bằng kaki nha, không phải bằng vôn nha mọi người. Chắc phải bằng kaki nha. Mọi người ơi, em bị tụt lượt view rồi, mọi người chia sẻ bài giúp em đi. Một mẹ số 64 nha. Mẹ số 64 bằng vải vôn. Em bằng vải gì? Lưới. Bằng vải lưới nha, mẹ số 64. Cái này 60kg đồ lại mặc vừa. 50kg đồ lại mặc vừa nha. Cái đây là bằng ren đó mọi người ơi. Bằng ren á, 50kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 64. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 64. 50kg đồ lại mặc vừa nha. Chốt giùm em mẹ số 64. Em tục lục view rồi mọi người ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em mẹ số 65. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 15. Lột cái váy ở đây. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 65 nha. Một cái áo này 45kg mặc vừa nha. 45kg mặc vừa. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 65. Mẹ số 65 nha mọi người ơi. 63 ok 63. 63 đâu rồi? 63. Rồi ok nha, 63 coi được vậy mẹ số 63. Ai lấy mẫu này chốt giùm em mẹ số này chỗ cổ này. Đây số 2. Số 3 là cái đen á. Cái đen số 4. Số 3 cái đang đúng không? Ai lấy mẫu này chốt giùm em mẹ số 64. 65 nha mọi người ơi. Cái đen bao nhiêu? Cái đen là mặt trước ở đây đúng không? Đen mặt trước đúng không ý? Cái đen, năm cái kia mặt trước. Mặt trước mặt đây, 63. 63 cái đây đúng không chị ơi? Em ghi 64. Em quên mất rồi chị. 63 em ghi mẹ số này ghi nhầm rồi. 63 cái đây đúng không chị ơi? 63 đúng không? Ok giùm em nha chị ơi, em quên mất rồi chị ơi. Cái này 66 hả? Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số 65 nha mọi người ơi, mẹ số 65 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 65 nha. Vậy các bạn kaki nha. Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số 66 nha. Mẹ số 66 nha mọi người ơi, mẹ số 66 nha. Cái này 45kg đồ lại mặc vừa. 45kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số 66, 45kg mặc vừa. 45kg mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 66. Mẹ số 66, 45kg mặc vừa nha. Mẹ số 67 nha mọi người ơi. Mẹ số 67 cái đen. Đen hả? Ừ. Rồi chị. Chị lên vỏ chút lên nha. Cái gì đó? Ai lấy
lấy cái này. Chốt ai lấy cái này comment mã số 67. Ai lấy cái này chốt giùm em mã số 67. 40kg đồ lại mặt vừa. 40kg đồ lại mặt vừa nha. Kaki đen á rồi. Ok, chị lên vỏ em biết rồi. Ai lấy cái này thì chốt giùm em mã số 67 nha. Là 45kg mặt vừa nha. 40kg mặt vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mã số 67. 68. Một mẹ số 68 nha mọi người ơi. Ai lấy cái này thì em lấy 10k thôi. 67 hả? 68 10k nha. Ai lấy thì chốt giùm em nha. Ai lấy thì chốt giùm em nha. 45kg mặt vừa. 10k. 10k nha mọi người ơi. 10k nha. Áo khỉ 10k nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 68. Mẹ số 68 nha. 45kg mặt vừa. 68 10k nha mấy chị. Mã số 69. Mọi người ơi, em tụt lượt view quá mọi người ơi. Mọi người chia sẻ bài giúp em với, em tụt lượt view rồi mọi người ơi. Con Hí nó vô thôi tụt lượt view rồi. Hí ơi. 69 nha mọi người ơi. 45 trò, cái này ai không lấy thì tiếc nè mẹ số 69 nha. Cái này không lấy thì em lấy nè mẹ số 69 nha. Ai không lấy cái này tiếc nha mọi người ơi. 45kg đồ lại mặt vừa. Ở ngoài xinh lắm mọi người ơi. 45kg mặt vừa, 46kg bông chiên nha. Ai lấy 47kg mặt vừa nha mọi người ơi. Ai lấy chốt giùm em mẹ số 69. Mẹ số 69 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 69 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 69. Cái này ai không lấy thì tiếc nè. Mẹ số 70 nha mọi người ơi. Mẹ số 70. Mẹ số 70 nha. 47kg mắc vừa. Mẹ số 70 47kg mắc vừa nha. Ai lấy cái này thì chốt giùm em mẹ số 70 nha. Mẹ số 70 nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 70. 47kg đồ lại mặt vừa. 47kg đồ lại mặt vừa nha. Ai lấy thì chốt cho em mẹ số 70. 47kg mặt vừa. Em quay mẫu nha mọi người ơi. Ai lấy cái này chốt giùm em mẹ số 72. 47kg đồ lại mặt vừa. Mẹ số 72. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 72. Mẹ số 72 nha mọi người ơi. Mẹ số 72 nha. 47kg mặt vừa. 47kg mặt vừa nha. Mẹ số 72 mà. Em quay mẫu mọi người ơi. Em vừa chiều giờ em đuối rồi. Em vừa không chịu lên. Yến Ruby hả? Cái này rồi Yến Ruby ơi. Cái đây hả? Cái này vậy á, Yến Ruby ơi. Cái đây hả? Cái đây em chỉ có khoác vừa thôi, chứ em nít vô không vừa đâu. Cái cặp ngực của em khủng quá nè. Cái đó em không có gài nút được, em chỉ khoác. Cái này khoác được. Khoác thôi chứ đâu có gài đâu. Cái này trời ơi, khoác vừa nha. Yến Ruby ơi, khoác vừa nha. Áo này áo khoác thôi nha. Áo này khoác thôi nha. Lấy thì ok chị Ruby ơi, 71. Mẹ số 71. Lấy thì ok cho chị mẹ số 71. Em khoác vừa nha chị Ruby ơi. Mẹ số 71. Mẹ số 72. Trời ơi cái áo cực xinh luôn mọi người ơi. 47kg mặc vừa nha. 47kg mặc vừa nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giúp em mọi người ơi. Em tục lượt view xuống rồi. Mọi người ơi, em tục lượt view rồi mọi người ơi. Ai lấy mẫu này comment mẹ số 72, mẹ số 72 nha. Mẹ số 73. Mẹ số 73 nha. Trắng sọc hả? Trắng sọc đâu? Không vừa đâu em ơi, cái đây em không vừa rồi. Màu trắng này em không vừa rồi.
rồi nha Nghiên Ruby ơi. Một cái mẫu hệ số nhiêu? 77. Mẹ số đặc biệt. Hàng cổ rầu. À lấy cái này chốt cho em mã số 73 nha. 45 cái mà vừa. À lấy cái này chốt cho em mã số 73 nha. Mấy nhiêu rồi? Tự nhiên chia sẻ việc làm gia lai. Đừng có chia sẻ đó thì có không gia lai. Người bán thôi được rồi. Ai lấy mẫu này comment mẹ số 75 nha mọi người ơi, mẹ số 75 nha. 45 kg đồ lại mặc vừa, mẹ số 75, 43, 45 kg đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số. Em mặc là em coi. Cái nào đâu hỉ? Không, nó kêu màu sọc gì á, màu đi xanh. Trắng sọc. Trắng sọc. Lấy mẫu này chốt cho em mã số 75 nha. 445 ký độ lại mặt người nha. Trắng sọc ở đây nè, Hồng Yến Ruby ơi. Yến Ruby, trắng sọc đây đúng không? Mặc vô cổ đi. Chị mặc lại cái sóc nè. Cái này em mặc em khoác thôi em ơi, chứ không có mặc được đâu. Cái này em mặc em khoác thôi Yến Ruby ơi. Mặc đồ đấy Yến Ruby ơi. Chào Hoài Linh nha. Mã số 75. Mã số 75. Mã số 75. 45 kg đồ lại mặc vừa, mã số 75. 45 kg đồ lại mặc vừa. Mã số 75, 45 kg đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì chốt cho em mã số 75 nha. Mã số 75 nha. Ai lấy thì chốt cho em nha, em đuối rồi mọi người ơi. Mẹ số 76. Mẹ số 76. Mẹ số 76, 50 kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 50 kg đồ lại mặc vừa. 25 kg hết nha chị ơi, 25 kg hết nha. Bao vải chắc đẹp luôn nha, do là em xả hàng để em về chứ không có chỗ để chứa nè. Không có chỗ để em mới xả hàng hết nha. Em xả hàng hết 25 kg nha. Mã số 76, 50 kg đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì chốt mã số 76. Ai lấy thì chốt mã số 76. 50 kg đồ lại mặc vừa. Mã số màu trắng còn rất là nhiều nha Trần Trần ơi. Trần Trần ơi, mã số 77. Mã số 77, 55 kg đồ lại mặc vừa. Mã số 77, 55 kg đồ lại mặc vừa. Ai lấy thì chốt mã số 77. 55 kg mắt vừa. Mã số 70 đẹp lên màu trắng nha. Mã số 79 màu trắng nha. Mã số 79 màu trắng. Màu trắng màu đen còn rất là nhiều, màu trắng còn rất là nhiều. Mã số 79. Mẹ số 79 ra nút vô ha. Nút kiểu. Mẹ số 79, 47 kg đồ lại mặc vừa.
47 kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy mẫu này chốt cho em mã số 79. Mã số 79 mọi người. Ai lấy mẫu này thì chia sẻ giùm em nha. Ai lấy mẫu này thì lấy giùm em mã số 79 nha. Em mệt rồi nha mọi người ơi, em đuối rồi, mã số 79 nha, 45 kg mặc vừa nha. Nói đi. Nãy giờ mình nói mình không nói lại được mà. Mã số 78 nha. Mã số 78. Nói lên. Mã số 78 nha mọi người. Không cần 50 kg đổ lại bằng vừa hồi nãy em nói nó kêu em nói nhỏ. 50 kg đổ lại bằng vừa nha mọi người. Một cái áo đen rất là đẹp nha mọi người. 50 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số bao nhiêu? 78. Mã số 78 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 78 nha. 50 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 78 đồng giá 25k nha mấy chị. 25k thôi nha mọi người. Mã số 78 màu đen nha. Đằng sau của nó nha mọi người. Đằng sau của nó như thế nha mọi người. 25k thôi nha, mã số 78 nha. Mã số 80. Mã số 80 nha mọi người. Một cái áo vest trắng nha mọi người. 48 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 80 nha. Mã số 80 nha mọi người. 48 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 80 ai lấy thì comment cho em mã số 80 nha. 25k thôi nha mọi người. Áo rất là đẹp nha mọi người. 25k thôi nha, mã số 80 nha. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo trắng nha mọi người. Em mặc em 4, 4, 5, 4, 6. Cái gì mà thảm mày. Bằng rộng rồi đó. 47 kg rồi lại bằng vừa. 47 kg độ lại bằng vừa nha. Mã số 81 nha. Mã số 81 nha. 25k thôi nha mọi người. 25k thôi nha. Mã số 81. 48 kg độ lại bằng vừa nha. 48 kg đổi lại bằng vừa. Mã ai số 81. Ai hỏi viết trắng đó mọi người ơi. Viết trắng đó mọi người. Chị Trăng Trăng ơi, các mẫu vest trắng lên em đây nha chị. Chị xem rồi chọn giúp em nha. Một cái áo cọc tay nha mọi người. Có von, áo von kết hợp nha mọi người. Bằng vừa nha. Mã số 82 nha. Mã số 82 nha mọi người. 25k thôi mọi người ơi. 25k thôi nha. Đồng giá 25k nha. Tiếp theo nha mọi người. Một cái áo kem nha. Tay của nó là tay ren nha. Có cái nơ ở trên vai rất là xinh nha mọi người. 25k thôi mọi người ơi. Có hạt nút gà được nha. 48kg đổ lại bằng vừa nha. Đằng sau của nó đây nha mọi người. Rất là đẹp nha mọi người. Ai không lấy tiếc lắm ạ. Vét đen. Chị ơi vét đen hồi nãy giờ nhiều lắm chị ơi. Chị nó đang... kêu Linh mặc vét vô kìa. Còn Hân mặc vét con con luôn. Ý là cái với cỡ nó đây á. Không, cỡ đó là nó nhắm chân ngược á. Do nhiều người họ to họ mặc không vừa á. Ai lấy thì chốt. Trời ơi hồi nãy giờ họ vét đen giờ và họ vét trắng họ vét đen. Rồi ok nha. Em like tới vét nè. 83, mẹ số 84 để em like cái vít đây rồi em like tới vít đi nha. Em like cái đó xong em like cái vít đi nha. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo khỉ nha. Áo ren khỉ nha, 44. 44 hả mày cũng đúng hả? Kéo ra coi rồi. 47 kg đồ lại mặc vừa nha. 47 kg đồ lại bằng vừa nha mọi người.
80B, ok chàng chàng nha, 80B. Ok chàng chàng nha. Linh mặc éo đi Linh ơi. Chị này mặc éo không đẹp cho cái éo đây này nó không hợp. Rồi em lên viết đi nha. Con đây người mẫu nó khác con kia mọi người ơi. Xin chào mọi người nha. Cái chỗ cái tủ em. Tiếp theo nha, một đó, cái áo đen. Cái tủ ở bên trong á, thò cái tay vô. Tiếp theo một cái áo đen nha. Mã số 84 nha. Mã số 84 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 84 nha. Cái này thì 48kg độ lại bằng vừa nha. 48kg độ lại bằng vừa 25k thôi nha. Mã số 84. Ai lấy thì comment cho em mã số 84 nha. Đây nha mọi người, đằng sau của nó như thế này nha. 48kg độ lại bằng vừa, mã số 84. Ai lấy thì comment cho em mã số 84, 25k thôi nha mọi người. 84. Tiếp theo một cái áo chấm mi nha. 83 ống tay ren hả? À đúng rồi. Đúng rồi chị ơi, em bỏ vô rồi, ống tay ren á. Rồi đúng rồi chị. Tiếp theo một cái áo chấm bi nha. Cái này thì 52kg độ lại bằng vừa nha. 52kg độ lại bằng vừa, mã số 85 nha. Mã số 85 nha. Cái này còn rộng lắm nha mọi người. Mọi người có thể khoác như thế này cũng được nha. Mã số 85, 25k thôi nha mọi người. Mã số 85. Đây nha, 25k. Mã số 85, ai lấy thì comment cho em mã số 85 nha. 52kg độ lại bằng vừa nha mọi người. Một cái áo chấm bi nha mọi người, 52kg độ lại bằng vừa. Hồi nãy với em like cái đen này.
Trời ơi, bé mới ra dài dặn. Tay dài đây nha chị yêu ơi, rất là đẹp luôn chị ơi. Đây à, 25k thôi chị ơi, rất là xinh luôn chị ơi. 25k mã số của nó. Để em coi bao nhiêu ký vậy. Em thì 47kg độ là bằng vừa nha. Trời ơi xinh lắm mấy chị ơi. 47kg độ là bằng vừa nha. 25k thôi mấy chị ơi. Mã số của nó là 92 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 92 nha. 92, mã số 92. Mấy đen tay già đây chị ơi, rất là xinh luôn chị ơi. Chị lấy cái này đi chị ơi. Mấy mẫu ở phía sau là váy nha chị ơi. Mấy mẫu ở phía sau là váy nha. Mấy chị yêu ơi. Mã số 92 nha, mã số 92 nha. 48kg độ lại bằng vừa nha, mã số 92 nha. Tiếp theo là một cái vest đen nữa nè chị ơi. Xem luôn. Rồi ok chị. Cái này thì 45kg đổ xuống bằng vừa thôi nha mọi người. Lấy ra rồi vô vô lên thôi. Có cái này form dài không chị? Form dài ít lắm em ơi. Form dài ít nha, không có form dài rồi. Cái này dài ở dưới có một cái này nha mọi người. Có một cái đi. Cái này nha, mã số 93 nha, mã số 93. Lấy thì comment cho em mã số 93 nha. 91. Cái gì mới 92 rồi giờ 91. 91 chưa đọc, nãy dán thôi chưa đọc. Mà con có thấy dán không? Mã số 91. Đây nha, 25k. Đây là vít cái đây là máy nha chị ơi. Đầm thiết kế nha chị. Cái đó bao nhiêu ký hơn? 50kg hơn. 50kg hơn, 50kg mắc vừa, 54kg mắc vừa, 55kg mắc vừa. Xỉ te này. Xỉ te phía trong này. 55kg độ lại bằng vừa nha chị ơi. Cái này nè, màu xanh rất là cute nha. 55kg độ lại bằng vừa. Chị lấy thì comment xanh nha. Comment xanh 55. 93 rồi, ok. À, rồi ok, 93 nha. Tú Cẩm Lâm có đơn chưa? Đây nha chị ơi, một cái màu xanh đây nữa nha. Váy đó nha chị ơi. Cái màu xanh tiếp theo đây nha. Lấy thì comment cho em màu xanh. Xanh nha. 91. Chị ơi. 91. Lộn quá, 91 hả? Một người hả? Ừ. Đây nha mấy chị, màu xanh nhưng mấy thiết kế bao dặn, bao dày dặn, bao đẹp luôn nha, rất là đẹp nha. Cho em số điện thoại nhân Tú Cẩm Văn ơi. Vừa
ở đó không, cho em xin số điện thoại nha. Chị Tú Cẩm Vân cho em xin số điện thoại nha. Kéo như thế này nha mấy chị, 25k thôi mấy chị ơi, 25k mà được cái áo như thế này thì đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Mã số là 94 nha. Mã số 94 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 94 nha. Còn rất là rộng đây nha mấy chị, còn rất là rộng đây, em mặc còn rất là rộng đây nha. 94, mã số 94. Ai lấy thì comment cho em mã số 94 nha.
Đơn trên 100 k em sẽ tặng một cái áo khỉ này luôn nha. Đơn trên 100 k em sẽ tặng một cái áo khỉ nha. Cái này rất là đẹp luôn nè. Em bữa nay em chơi luôn. Em tặng một cái áo này đơn trên 100 k nha chị ơi. Ai nha mọi người. Đơn trên 100 k là em sẽ tặng cho mọi người một cái áo như thế này nha. Áo khỉ này nha, rất là dễ thương luôn nha mọi người. Nên mọi người nhanh tay mua hàng giúp em để được tặng những cái áo như thế này nha mọi người. Ai mà đơn 100k trở lên em sẽ tặng nha. Rồi em còn rất là nhiều áo khỉ như thế này nha. Tiếp theo là một cái áo như thế này nha mọi người. Áo đây nha, mã số 2 nha. 50kg độ lại bằng vừa nha, 50kg độ lại bằng vừa nha. Còn rất là rộng đấy nha mọi người. 50kg độ lại bằng vừa, mã số 2 nha. Mã số 2 nha, 50kg độ lại bằng vừa, mã số 2. Chị Tú Cẩm Văn ơi, Tú Cẩm Lâm ơi, chúc nữa IP số điện thoại cho em nha. Chúc IP số điện thoại cho em nha. Rồi, tiếp theo một cái áo như thế này nữa nha mọi người. 47kg đổ lại bằng vừa nha. 47kg đổ lại bằng vừa, rất là đẹp nha mấy chị. Mã số 3 nha, ai lấy thì comment cho em. Mã số 3, tay của nó là tay lỡ, có cái bèo ngay chỗ không, này chị nha. Ơi, tay em... của nó là tay bèo như thế này nha. Mã số 3 nha. Mã số 3 nha mọi người, 25k thôi nha, mã số 3. Trần trần hả? Trần trần bao nhiêu cái rồi coi hả? Nhiều lắm. 4, 5 cái rồi. 5 cái là bao nhiêu rồi? Rồi em tặng áo ra cho trần trần nha. Em tặng áo ra cho trần trần. Em tặng cho chị luôn nha Trần Trần ơi. Bé rồi, bé tí nị số 3. Rồi số 3 hả? Ok, bé tí nị nha, số 3 nha. Comment số điện thoại cho em nha. Rồi, tiếp theo là một cái áo đây nha mọi người, mã số 2 nha. Mã số 2. Hà Vy Lô Lựu ơi, mã số 3 có bé tí nị chốt rồi nha. Áo xanh nhạt kêu số... ok. Áo xanh nhạt. Không, áo xanh nhạt đúng không? Đó. Áo này áo kiểu nha chị ơi. Áo này áo kiểu nha. Cái đây nha mọi người, 25k mã số 4 nha. Mã số 4 nha, cái này thấp nhẹ hoặc là mình tặng vô cũng được. 50kg đổ lại bằng vừa nha, 50kg đổ lại bằng vừa, mã số 2 nha. Alo, mã số 4 nha mọi người, mã số 4 nha. Rồi em lo cái áo này cho chị gì đó coi. Cái này bao nhiêu? Cái đó áo kiểu nha mọi người ơi, 50k nha. Cái đây áo kiểu nha, 50k nha. Em đây em
loại hoa đẹp nha. Loại hoa đẹp nha. Chị loại hoa đẹp nha. Chị áo em chị đâu em đi à? Đây nha, chị loại hoa đẹp nha. Cái này thì 55kg độ là bằng vừa. Cỡ nào bằng vừa đó. Cái này do nó rộng á, phong của nó là phong rộng á. 50k nha chị, lấy thì không bằng kem xăm nha. Đẹp lắm chị ơi. 50k thôi chị ơi, cái đó là áo kiểu nha. Rồi tiếp theo là một cái áo vest xăm nha, 25k nha. 25k mã số 6 nha. Mã số 6 nha mọi người, mã số 6 nha. 55kg độ lại bằng vừa, 55kg độ lại bằng vừa nha, mã số 6 nha. Đây nha, mã số 6 nha, 25k nha. À vậy thôi. Một cái áo cam nha mọi người. Trời ơi. Mọi người, một cái áo cam nha, áo von cam nha, rất là xinh nha. Vai của nó có độn vai như thế này nha, độn vai kiểu vest cho mọi người nha. Hai bên vai của nó có cái... Đây nha mọi người, 25k thôi mọi người ơi. 46kg độ lại bằng vừa nha, 25k mã số 5 nha. Mã số 5 nha, ai lấy thì comment cái mã số 5. Vải von nha mọi người, vải von nha. 25k thôi mọi người ơi. Mã số 5 nha. Mã số 5 ai lấy thì comment cái mã số 5. 46kg độ lại bằng vừa, màu cam von rất là đẹp nha mọi người. Em nói mã số mấy rồi đây? Mã số 6. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo khỉ tay cọc nha. Một cái áo khỉ tay cọc nha, màu xanh non rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người, chỉ có 25k thôi mọi người ơi. Mã số 7 nha. Cái này thì 50kg đổ lại bằng vừa nha. 50kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 7 nha. Mã số 7 nha, ai lấy thì comment cho em mã số 7 nha. Quần trương. Quần trương. Lấy quần trương mà lấy biết à. Mã số 7 nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha, áo này rất là đẹp luôn nha. Mã số 7 nha mọi người. Áo này mã số 7 nha. 50kg độ lại bằng vừa nha. Mã số 7. Cần là số 5. Cần số 5 là cái nào ta? Lên đi rồi. Cần số 6. Số 5 đây đúng không? Mẹ số 5 nào vậy mọi người ơi, do em đang IB á cho nên em không ghi mẹ. Chị Cần ơi, chị Cần Cần ơi, mẹ số 5 cái này không chị hay là cái cam chị ơi, em quên mất rồi. Chị không mình lại giùm cho em nha. Cam hoặc hay là xanh. Cam hay là xanh caro nha chị. Cái này kìa. Chị Trăng Trăng lấy thì ok giùm em nha. Tay 55kg đi. Mọi người ơi, cái nào IB thì tối em mới đọc em trả lời được nha mọi người ơi. Giờ em đang like ấy, em không trả lời được nha. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo trắng nha mọi người. Một cái áo trắng khỉ 55k thôi. Lột 25k thôi nha mọi người. 25k, 55kg độ lại bằng vừa nha. 50kg độ lại bằng vừa. 55 bằng vừa thôi, còn rộng mất rồi. 55kg độ lại bằng vừa nha. Rất là xinh nha mọi người. Chỉ có 25k thôi nha mọi người. Mã số ai lấy thì comment cho em mã số 9 nha. Mã số 9. 25k mã số 9. 55kg độ lại bằng vừa mã số 9. Cam. Dạ rồi.
màu gì cũng được hả chị ơi? Tự nhiên hỏi cái tay bà trả lời thay bà. Đây nha, tay dài nhưng mà cái này thì 50kg thôi. Cái này thì 50kg nha. Đây 50kg đổi lại bằng vừa nha, 25k vest đen nha mấy chị. 25k nha. Tay dài hơn nút. Nè, tìm trong nóng này nhiều lắm, 55kg nha, tay dài nhiều lắm. Rồi đợi em xíu nha. Chị ơi đợi em xíu nha chị ơi. Cái này là 25k nha mấy chị. Mã số 10 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 10. Mã số 10 25k, mã số 10 50kg đổi lại bằng vừa. Vest dài mấy tay ơi. Ở dưới có ren nha mấy chị. Kéo đen nó đẹp lắm nha mọi người. Kéo đen đây nha chị ơi. Kéo đen nó đẹp lắm nha. Đây chị ơi, kéo đen đây là 55kg đổi lại bằng vừa nè chị ơi. Tay tay dài rất là đẹp luôn chị ơi chị. Mã số 50 nha chị ơi. Lấy thì comment cho em mã số 50. Cái này 55kg bằng vừa nè. Cái này khoác sơ như thế này cũng được nha chị ơi. 55kg đổ xuống bằng vừa nha, 25k. Ai lấy thì comment cho em mã số 50. Mã số 50 nha. Mã số 50. Mã số 10. Thế rồi em quên hết rồi. Em là mã số Bích Quang mã số 10. Số 10. Mã số 10 ở đây đúng không? Cái này mới là nè kìa. Mẹ số 10 đây phải không chị ơi? Vô lên đây vô hỏi thử. Chị ơi, mẹ số 10 đây phải không chị? Em mới. Mọi người ơi, chút nữa đó em mới IP được nha. Bây giờ em không trả lời được. Giờ em chưa ghi số rồi. Chị ơi, cái này phải không chị ơi? Chị lấy thì ok giùm em nha. Em mới làm em quên mất rồi chị ơi. Đây đúng không chị? Chị lấy thì ok cho em nha. Nha chị Bích Văn nha. Rồi, cái đây nha chị ơi. Chị Hạ Vy rồi nữ số 10 trước. Mã số 50 bé gì đó. Rồi em cảm ơn chị nha. Em mã số 10 Hà Vy lộ liễu. Em chốt mã số 50 cho chị. Mã số 50 đây hả? 50. Mã số Hà Vy là liễu này. Số 10 nè. Bé tí này 50. Bé tí này 50. Cho em IP cho mọi người ơi. Chốt em IP xong nha. Giờ em chốt đơn nè. Trong hôm nó chửi em kìa. Form dài ít lắm nha mọi người ơi, tay dài form dài ít lắm nha. 52kg đổ lại bằng vừa nha. Cái này 52kg đổ lại bằng vừa nha. 25k. Mã số của nó là rớt đâu rồi? Mã số đọc bà 11. Đi chị Giang Sơn. Mã số 11 nha. Ai lấy thì comment cái mã số 11. Okay. Mã số 11. Đúng cái đó rồi đó. Mã số 11 nha. 50kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 11 nè. 50kg đổ lại bằng vừa. 25k nha mấy chị, chỉ có 25k thôi nha. Mã số 11 nha. Kéo này tặng đi. Tiếp theo nha, cái này thì 55kg đổ lại bằng vừa nè. Cái đó 47kg rồi. Độ lại bằng vừa nha. Cái này nó vải của nó là co giãn á, vét tay dài nha mấy chị. Nó răng cưa như thế này rất là xinh nha. Mã số của nó là 12 nha. Mã số 12. Mã số 12 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 12. 25k mã số 12. 50kg độ lại bằng vừa nha mấy chị. 50kg độ lại bằng vừa mã số 12. 25k. Ai lấy thì comment cho em mã số 12. 25k. Đẹp nè mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 50 độ 40 47 48kg độ lại bằng vừa nha. 47 48kg độ lại bằng vừa mã số 13 nha. 25k mã số 13. 48kg độ lại bằng
5K mã số 13-48kg đồ là bằng vừa nha mấy chị. Ai lấy thì comment cho em mã số 13. Bé tí nị 12. Ok bé tí nị nha Hà Nguyễn Hằng 13 rồi, ok. Hà Vy lộ liễu ơi, chậm một tay rồi nha em. Bé tí nị chốt trước rồi nha. Ủa em nói 13 là cái đây hả? Ừ. Rồi em mắc thí nhớ rồi, 12 là cái nào? 12 nè. Bé tí này nha. Nguyễn Hằng ơi. Tí này. Nguyễn Hằng ơi, chậm một bước thôi Nguyễn Hằng ơi. Trời ơi, cái sau nghe cái sau cũng rất là xinh nè. Nguyễn Hằng 13. Nguyễn Hằng 13. 14 thôi. Đó 15 đầu. 13 đây đúng không? Ừ. Rồi, tiếp theo là một cái áo hồng nha mấy chị ơi, rất là xinh. Không luôn. Không lấy 13 à, Nguyễn Hằng. Rồi, bỏ 13 ra. Cái này nha mọi người, 50kg trở lại bằng vừa nha, 50kg trở lại bằng vừa nha. Mã số của nó là 15 nha, mã số 15, 25k. 48kg trở lại bằng vừa nha, 25k, mã số 15 nha. Số 15 nha, 25k, mã số 15. 48kg trở lại bằng vừa, ai lấy thì comment cho em mã số 15. Tiếp theo một cái áo trắng nha mọi người. Một cái áo trắng nha. Áo trắng vest nha. Trời ơi cái này xinh lắm luôn mấy chị ơi. Nhưng mà cái này form nó hơi nhỏ nha mấy chị ơi. 45kg độ lại bằng vừa nha. 45kg độ lại bằng vừa nha. Mã số 14 nha. 25k mã số 14. 45kg độ lại bằng vừa nha. Đằng sau của nó đây nha. 45kg độ lại bằng vừa, mã số 14 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 14 nha. Mã số 14. Mọi người ơi, em tục lục view rồi mọi người ơi. Chia sẻ cho em đi mấy chị đẹp ơi. Em like 15 phút nữa em nghỉ nha mọi người. Em like 15 phút rồi, nữa. Rồi, tiếp theo là một cái vest, trời ơi, rất là đẹp nha mấy chị ơi. Siêu phẩm luôn đây nha mấy chị ơi. Cái này thì... Ủa? Cái này là siêu phẩm luôn đấy mấy chị trời ơi. Ơi cái này đẹp quá mọi người đẹp. Ơi cái này đẹp quá đây luôn á. Cái này 25k thôi mấy chị ơi, trời ơi không lấy là tiếc lắm luôn mấy chị ơi. Cái này ok là... Nguyễn Hằng 14. 46. Thôi em lai đúng rồi á, đúng rồi á. Hồi nãy em lai 15 trước á. 14 cái này bị cái tay rồi à, chị Nguyễn Hằng ơi, bị cái tay ố rồi. Chị về chị tẩy thuốc tẩy được thì tẩy nha. Mẹ 14 bị cái lỗi cái tay rồi nha chị ơi, em nói không thôi để mắc khách. Chị ơi nó hơi bị ố cái tay á. Nó màu trắng mà nó ố cái tay nó. Chị lấy không? Xanh á, chị có lấy không thì lấy em bỏ cho luôn. Em bớt giá cho chị nha. Em muốn cái chị. 2 3 cái rồi. 3 cái đó chị ơi. Rồi cái này nha mấy chị ơi, cái này mã số 16 nha, mã số 16 25k 46. Lấy không lấy tiền anh chị ơi, chị lấy cái đây thì em không lấy tiền nha, nó bị lỗi cái tay mất rồi. Nó bị ố một chút cái tay vậy nè. Em tặng luôn cho chị luôn chị ơi. Lấy ok nha. Em tặng luôn cho chị luôn cái áo đó luôn. Nha nha. Rồi, tiếp theo là cái đây nha. Cái này rất là đẹp nha, 46kg độ lại bằng vừa nha, 25k thôi mọi người ơi, chỉ có 25k thôi nha. Chị số 16. Nguyễn Hằng ơi, lấy thì ok giùm em nha. Bữa nay em bán vừa cho nha mọi người ơi, vừa bán vừa cho luôn nha. Em chi ạ, khách hàng nha mọi người. Mọi người ơi, em vừa bán vừa cho luôn nha. Em nói cho thấy ghê quá. Có vừa bán vừa tặng. Vừa tặng nha mọi người. Đây nha, một cái áo kem rất rồi, là ok, đẹp. Bỏ cái đây vô cho Nguyễn Hằng. Rồi, một cái áo kem rất là đẹp nha, 50kg đổ lại bằng vừa 25k thôi mấy chị ơi, 25k. 50kg độ là bằng vừa. 10 mã số 17 nha, rất là đẹp luôn mấy chị ơi, cái này rất là đẹp luôn nè. 40 50kg độ là bằng vừa nha, mã số 17. 25k mã số 17. 40 50kg độ là bằng vừa, mã số 17. À lấy thì comment cho em mã số 17. Cái này rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cái này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Màu kem nha, màu kem nha. Hai bên túi của nó là kết hợp màu trắng đây nha. Mã số 10. Mã số 17 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 17. Mã số 17 nha, 25k mã số 17. Rất là đẹp nha mấy chị. Mã số 17 nha.
96 rồi thì rồi tiếp theo là một cái áo vest, trời ơi cái này càng siêu khủng rồi mấy chị ơi. Bi đen, bi đen là cái gì vậy? À, à bi đen đây hả chị? Bi đen đây hả Đăng Yến ơi? Mặc lại hay là sao? Số bao nhiêu vậy? Đúng rồi, mẹ số 96 chốt chị luôn. Rồi cái này nha mấy chị ơi, cái này đẹp lắm luôn à. Cái này thì năm Lê Hiền 17. Ok Lê Hiền, trời. Cái này mà em kêu là không lấy là tiếng lắm là sẽ được. Cái đó đẹp mà. Cái này mọi người ơi, cái này là càng không lấy thì càng tiếc luôn á mọi người. Trời ơi, cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Mẹ số của nó là không lấy thì tiếc đúng không? 18 mọi người ơi, mẹ số 18 25 ca thôi mấy chị ơi. Trời ơi 25 ca đâu ra cái áo mà đẹp như thế này mấy chị ơi. 25 ca mẹ số 18. Không mình ngay cho em mẹ số 18 50 ký độ lại bằng vừa, 48 ký độ lại bằng vừa. Mẹ số 18 nha. Ai lấy thì comment cho em mẹ số 18. Trời cái này đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đây nha, mẹ số 18. 25 ca mẹ số 18. Đây nha mọi người. 50 ký độ lại bằng vừa. Trời ơi cái này đẹp quá, em phải đứng lâu cho mọi người xem nè. Em phải đứng lâu cho mọi người xem để chốt nè. Mã số 18 nha, 25k nha. Em đứng một chứ. Mã số 18 nha mọi người, mã số 18 rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Không lấy cái này thì càng tiếc nữa nha. 28 hả? 18 hay là 28 vậy? Lê Hằng Vy kìa. Lê Hiền 18 hả? Hả? Ở trên đó, ở trên. Hà Vy lộ liễu ơi, 18 Hà Vy lộ liễu chốt rồi. Em chốt cái Hà Vy lộ liễu nha chị ơi. Chị ơi, chị chậm rồi. Lê Hiền ơi, chị chậm rồi nha. Hà Vy lộ liễu đấy rồi. Chết rồi, màn lép hả chị ơi? Tới giờ này là nó lép trễ cho nên em like 10 phút nữa rồi em nghỉ nha. Màn bây giờ tới là nó lép trễ. Rồi, một cái siêu phẩm nữa nha mọi người. Trời ơi, cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. 50kg độ lại bằng vừa nha, 50kg độ lại bằng vừa. Trời ơi, đẹp lắm luôn chị ơi. Mấy chị ơi, 25k nha, 25k. 50kg độ lại bằng vừa nha. Vải này là co giãn nha, vải như là vải len nha mọi người. Len nha, khoác sơ ở ngoài là đẹp rồi. Khoác như thế này là xinh rồi nha mọi người. 25k nha. 25k mã số 19 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 19. Mã số 19 nha, cái này đẹp lắm luôn mọi người ơi. Cái này là len nha, mình khoác sắp tới mùa thu rồi nên là mình mua cái này về mình khoác rất là đẹp nha mọi người. Mã số 19 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 19. 50kg độ lại bằng vừa. Đây nha, đằng sau như thế này nha. Đây nha mọi người, mã số 19. Ai lấy thì comment cho em mã số 19. 25k nha. 25k mã số 19. 50kg độ lại bằng vừa nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 19. Trắng. Trắng trắng là sẽ có mình. Trắng đây đúng không? Mã số 19 nha. Mã số 19 đúng không? Trắng mã số 19 đúng không? 19 chị ơi, 19 hình diễn dây 19. 29. Em nói 19 chị. 19. 19. Hình Yến Nhi ơi, 19 chốt rồi nha. Hình Yến Nhi ơi. Sao 19 của bé Ti Ti màu trắng. Bé tí này. 19 cho ai trước vậy? Hình Yến Nhi ơi, hình 19 kìa. Xà Vy. Bé tí này 19 nhưng mà em nói sao mất rồi. Rồi tiếp theo là một cái áo đây nha mọi người, cái này thì rồi không? Em chốt cho bé tí này nha, hồi nãy bé tí này kêu là trắng rồi nha, chốt cho mẹ số cho mẹ em nha bé tí này ơi. Rồi cái này là 25k, cái này là bao nhiêu ký ta, cái này 55kg nha mấy người lụt nên mọi người mình hiện nha. Em chốt cho bé tí này rồi nha, bé tí này được chốt đơn trước nha. 55kg độ lại bằng vừa nha, 55kg độ lại bằng vừa. Mã số của nó là 10 giờ nghỉ chị. 20 nha. Rồi ok Lê Hiền nha, em la tới 10 giờ luôn. Mấy chị mà nhiệt tình với em là em la tới đêm cũng được, em la tới sáng cũng được luôn á. Mấy chị cứ chia sẻ, cứ vô nhiệt tình cho em là em la lúc nào cũng được hết á.
Nhiên chàng 19 là ghê gớm. Nhiên chàng ơi, 19 với 10 chốt rồi, em chạm một bước rồi. Đây nha mọi người, mã số 20 nha. 50 kg độ lại bằng vừa. 55 kg độ lại bằng vừa nha mọi người, 55 kg độ lại bằng vừa. Mã số. Mã số 20. Rồi, đây. Một siêu phẩm nữa nha mọi người. Cái này hơi rộng với em. Cái này thì hơi rộng với em nha mọi người. Cái này thì 55kg độ lại bằng vừa nha. Cái này rất là đẹp nha mọi người. Màu hồng rất là đẹp nha. Phát lên rất là xinh nha. Rất là nữ tính nha. Trời ơi xinh quá mọi người ơi. Em bằng rộng em bằng thấy xinh luôn nha mọi người. 25k thôi nha mọi người. 25k nha. Mã số của nó là 25 nha. Mã số là 25 nha. 25 ạ. Mã số 21 nha mọi người, em nhầm nha. Mã số 21 nha, mà chị nào mà lỡ comment lên 25 em cũng chốt luôn cho chị đó luôn. 21 nha. Mã số 21 nha, mã số 21 nha. 25k thôi mọi người ơi, 55kg độ lại bằng vừa, bằng rất là vẫn còn rất là rộng nha. Đằng sau của nó như thế này nha. Còn nếu nghe số điện thoại là 774. Đây nha mọi người. Rất là xinh nha, em thấy rất là xinh luôn đó mọi người ơi. 25k mã số của nó là 21 nha, mã số 21. 25k mã số 21, 50kg độ lại bằng vừa. Mạng yếu quá vào mọi người ơi. Hai mươi lăm thôi, Nguyễn Nhi, ok. 21. Đúng rồi á. 21 nha. 25 trời ơi, cái này trời ơi, tới giờ mạng nó lét lét rồi trời ơi. Tới giờ này là mạng nó lét có mơ vậy á. Trời ơi, một cái siêu phẩm nữa nha mọi người. Trời ơi, cái này cute quá mọi người ơi. Chỉ có 25k nè, cái này cute quá. Cái này thì form nó hơi nhỏ nha mọi người. Form nó hơi nhỏ không mà mọi người khoác như thế này cũng được nha. Cái này thì 44kg độ lại bằng vừa nha. 44kg độ lại bằng vừa, 25k. Chốt rồi nha, Đăng Yến ơi, chị chốt rồi. 25k nha, 44kg độ lại bằng vừa nha. Chào Duyên Phan nha, lên lừa áo cho con nha Duyên Phan ơi. Áo không nít nhiều lắm, đẹp lắm, về mấy trăm cái luôn nha. Một kiện mấy trăm cái luôn nha Duyên Phan ơi. Siêu phẩm đây nha mọi người, cái đây nha. Cái này nha, mã số của nó là 22 nha. Mã số 22, ai lấy thì comment cho em mã số 22. Mã số 22, 44kg, 43kg độ lại bằng vừa. Form của nó hơi nhỏ nha mọi người. Form áo này hơi nhỏ nha. 44kg độ lại bằng vừa. 25k mã số. Mã số 22 nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Trời ơi xinh lắm luôn. Xinh lắm luôn. Nó điên mà giờ nó mới biết nó điên luôn. 23. Đây. Dạy cho nó mới lại nha. Chào Văn Trường nha. Rồi tiếp theo là một cái áo. Rồi tiếp theo là một cái áo đây nha mọi người. 25k mã số. Mã số 23 nha. Mã số 23. Xem mà Nguyễn không xem. Ta vô là không có lại được. Nó đang lại đồ mà tự nhiên vô duyên à. Đang lại đồ. Ừ. Mở like ra coi tự nhiên vô chứ. Sao kêu sai của Nguyễn đang xem. Có vô xem nè. Đây nè, trời ơi kênh của em nè. Mã số 23. Thấy nó là mờ mắt à. Like đi. Mã số 23 nha. Cái thằng lưu mày mà để cho nó like không. Thấy sao vô làm chung trước vậy. Rồi tiếp theo là một cái áo vàng nha mọi người. Form dài nha. Một cái áo vàng thon dài rất là đẹp nha mọi người. Mã số của nó là bao nhiêu vậy? 23. 24. Mã số 24. Cái này bao nhiêu nè? 24 nè. Đây là mã số 24 nha. Một cái rồi, hình yên dây, ok, 24 hình yên dây.
giờ tao 24 bao nhiêu? Lanh 24 nha mọi người, em đã chốt cho chị kia rồi. Bé tí nị xả, xả, bé tí nị xả 50. Xé tí nị 50 cho mà rồi, ok bé tí nị. Em xả ve 50 nha. Rồi, tiếp theo một cái xanh lá chuối nha mọi người. Rồi, một cái áo xả đây, chút coi lại. Kéo 50 mẹ không lấy tiếc lắm nha bé tí nị ơi. Bao dày dặn, bao đẹp luôn. Bé tí nị không lấy mẹ số 50 thì đừng có tiếc nha. Mẹ số 50 nha. Rồi tiếp theo là một cái áo xanh lá chuối mình nha mọi gì? Người 50kg đổi lại bằng vừa nha. 25k 50kg đổi lại bằng vừa. Mẹ số là 25 nha. Mẹ số 25 nha. 50kg đổi lại bằng vừa. Mẹ số 25. Mẹ la lại cái mẹ số 50 quá đẹp luôn mà ăn lại lại. Hồi nãy giờ rồi, một cái áo siêu phẩm nha mọi người, 55kg đổi lại bằng vừa nha. Cái này 55kg đổi lại bằng vừa. Cái áo đó rất là đẹp mà không lấy biết tí nữa. Cái áo này ơi, dày dặn lắm nha mọi người, 55kg đổi lại bằng vừa, mã số 50 nha. Mã số 50 là 25k. Huỳnh Yến Nhi ơi, lấy mã số 50 đúng không? Ok, nhà em chốt cho chị luôn nè. Huỳnh Yến Nhi ơi, chốt cho em lấy mã số 50 nha. Đây nha, mã số 50. Rất là đẹp luôn chị ơi. Rồi, ok Huỳnh Yến Nhi. Mọi người. Rồi, ok, em chốt cho chị rồi. Một cái áo vàng tay lỡ mã số 1, 50kg đổi lại bằng vừa nha. Mã số 1, 50kg đổi lại bằng vừa, 25k mã số 1 nha. 50kg đổi lại bằng vừa, đằng sau của nó như thế này nha. 50kg đổi lại bằng vừa. Mã số 1, ai lấy thì comment cho em mã số 1, 25k mã số 1 nha. Người đẹp ơi. Việc không ghen à. Rồi tiếp theo nha, một cái áo mã số 2 nha mọi người, 55kg đổi lại bằng vừa. 52kg đổi lại bằng rồi, vừa, 25k mã số 2. Mã số 2 50kg, 52kg đổi lại bằng vừa mã số 2. Ok, Huỳnh Yến Nhi. Cái gì? Mã số 2. Sao bây giờ bạn nhanh vậy ta? Nhanh cho người ta đi ngủ. Nhanh em còn ngủ. Nhanh. Rồi hoa đẹp ơi, Huỳnh Yến Nhi chốt trước rồi nha. Rồi, một cái áo màu rêu rất là đẹp nha mọi người. Màu rêu rất là đẹp nha. 50kg đổi lại bằng vừa. Mã số 3 nha. Đọc số ký mã số thôi. Mã số 3 nha, 50kg đổi lại bằng vừa mã số 3. Phải cho người ta nhìn mà không biết ra sao. Mấy mấy này? 4. 52kg rồi. Thì lấy mã 2. Huỳnh Yến Nhi lấy trước rồi, hoa đẹp ơi. Huỳnh Yến Nhi chị lấy trước rồi. Loại hoa đẹp ơi, Huỳnh Yến Nhi lấy rồi. Chị ơi, Huỳnh Yến Nhi lấy màu đó rồi nghe chị. Số mấy rồi? Mã số 4 nha mọi người. Mã số 4, 50kg đổi lại bằng 48kg đổi lại bằng vừa nha. 48kg đổi lại bằng vừa. Mã số 4. Mã số 4, 48kg đổi lại bằng vừa, 25k. Ghim rồi, không cần lấy 25k. Rồi, ok, chị hỏi là đẹp nha. Chị chào màu khác đi nha, loài hoa đẹp ơi. Chị chào màu khác nha. Rồi, tiếp theo là một cái áo màu hồng cam nha mọi người, màu hồng cam nha. Chuẩn bị em có một cái loại áo siêu phẩm nữa đây nha mọi người. Bé ơi, tí này số 3. Hả? Bé tí này số 3, ok. Đây nha mọi người, mã số 5 nha. Mã số 5. Bi lộ liệu ơi, chậm một chân rồi. 50kg đổ lại bằng vừa nha. 50kg đổ. Bé tí này chốt rồi. Bằng vừa nha. Cái này rất là đẹp nha mọi người, rất là xinh luôn nha. 48kg đổ lại bằng vừa. Mã số. Rồi ok Đăng Yến nha. Mã. Đăng Yến ơi, chia sẻ bài giúp chị rồi chị mới tặng áo nghe ta. Đăng Yến ơi, 5 cái rồi nha Đăng Yến ơi.
Mã số 7 nha mọi người, áo này mã số 7 nha. À, lấy cho mình cái mã số 7 50 48kg đổi lại bằng vừa nha, mã số 7. E 4 cái à. Cái 8 cái cái 4 cái rồi, 4 cái ta với một cái tặng nữa là 5 cái rồi nha. Mã số 7 nha mọi người. Đăng Yến ơi, 4 cái tặng với một cái 4 cái kia nữa là 5 cái rồi nha. Rồi, tiếp theo là một cái áo đây nha mọi người. Một cái áo màu kem pha màu đen rất là đẹp nha. 25k lộn, có 25kg à. Họ lên nó họ nói tiền cho đi rồi. 50kg đổi lại bằng 10 nha, mã số 8 nha. Có màu tối chị ơi, chuẩn bị em like màu tối nè. Rồi, mã số 6 đi. Mã số 6 nha mọi người, mã số 6 nha. 50kg đổi lại bằng 10, mã số 6. Màu đen rất là đẹp kìa mọi người ơi, nhanh tay lên nha. Rồi, một cái siêu phẩm nha mọi người. Nhanh tay nha, nhanh tay nha. Một cái siêu phẩm nha, cái này thì 52kg đổi lại bằng 10 nha. Cái này thì 52kg đổi lại bằng vừa. Mã số của nó là mã số 7 nha. Mã số 7 nha. À, lấy thì comment cho em mã số 7 nhanh tay nha mọi người. Mã số 7 nha. 25.000. Treo hình sứ nha. Cái này thì 50 50kg. 50 rồi. 50kg đổi lại bằng vừa nha. Mã số 7 50kg đổi lại bằng vừa. Mã số 7. Cái này nha mọi người. Lê Hiền số 6. 48kg đổi lại bằng vừa nha. Lê Hiền số 6. Lê Hiền số 6. Số 6 em đang cầm. 7. 6 gì cái này. Rồi ok Lê Hiền nha, mày dùng mặt chị. Lê Hiền ok nha. Ok Lê Hiền. Tiếp theo nha mọi người, mã số 10 nha. 48kg đổi lại bằng vừa mã số 10. 48kg đổi lại bằng vừa mã số 10 nha. Lê Hiền ơi, cho em xin số điện thoại nha. Mã số 10 nha mọi người. À, lấy comment cho em mã số 10 nha. Lê Hiền ơi, chút nữa IP giùm em cũng được nha. IP cho em số điện thoại không? Hình Yến Nhi số 7. Lê Hình Yến Nhi số 7, ok. Rồi. Trời đi. Ơi, cái màu đẹp lắm nha. Chị chọn đúng đẹp. Là toàn là màu đẹp không à. Chị Hình Yến Nhi ơi, chị chọn mẫu nào đẹp á. Đây nha mọi người, tiếp theo nha. Mã số 8 nha. 52kg đổi lại bằng vừa mã số 8. 52kg đổi lại bằng vừa mã số 8 nha. 52kg đổi lại bằng vừa. À, lấy thì comment cho em mã số 8 nha. Xin số đi nha. Chị Lê Hiền ơi, cho em xin số. Một cái áo màu xanh chấm bi nha mọi người. Mã số 12 nha. 50kg đổi lại bằng vừa. Ý là như lai màu hồng hả chị? Lai màu hồng hả chị? 50kg đổi lại bằng vừa nha. 25k mã số. Hình Yến Nhi ơi, màu hồng đây đúng không? Màu hồng đây mẹ số 5 mẹ. Màu hồng đây mẹ số 5 mẹ chị ơi. Lấy thì ok nè, màu hồng mẹ số 5. Màu hồng mẹ số 5. 6 là màu trắng đen. Mẹ số 12 nha mọi người. À, em đang mặc mẹ số 12. 25k mẹ số 12 nha. Lê Hiền số 6 đúng không? Lấy số 6 đúng không? Đúng rồi, đúng rồi cha. Không phải trắng đen đâu mà màu gì à. Màu cà phê sữa chị Lê Hiền. Dùng Hoàng Yến Nhi ơi, màu hồng đúng không? Ok giúp em nha. Ok giúp em nha chị ơi. À, mẹ màu hồng đây là mẹ số mấy? Số 7. Mẹ màu hồng mẹ số 7 nha chị. Số 5, số 5. Ok mẹ màu hồng số 5 giúp em nha. Mẹ màu hồng số 5. Rồi, rồi ok chị luôn. Tiếp theo nha mọi người. Một cái áo màu kem nha. Kaki màu kem nha. Cái này thì 46kg đổi lại bằng vừa nha. 25k 46kg rồi đổi lại em vừa. Ok chị rồi, em chốt chị rồi nha. Mẹ số 15 nha. Áo này mẹ số 15 nha, 46kg đổi lại bằng vừa. Mẹ số 15, à lát thì comment cho em mẹ số 15, 46kg.
lại bằng vừa. Mã số 15. Treo thanh phẩm nha. Siêu phẩm nha mọi người.
buồn. Lòi hoa đẹp ơi, buồn gì vậy chị? Chị chọn thêm đi. Lòi hoa đẹp ơi. Chị ơi, trời ơi, cái này dễ thương lắm chị ơi. Đây. Yeah, éo nhỏ không chị ơi. Chị ơi, cái này dễ thương lắm luôn à. 50 kg độ lại bằng vừa nha. Cái này còn rộng nè, em mặc còn rộng quá trời nè mấy chị ơi. Cái này nha, rất là đẹp nha. 50 kg độ lại bằng vừa nha. Lòi hoa đẹp. Mã số là 27 nha mọi người. Ai lấy thì comment nhanh cho em. Mã số 27 rất là đẹp luôn nha mọi người. Mã số 27. Em bấm vậy. Comment em bấm vậy. Loài hoa đẹp 55 kg hả? Đây nha mọi người. Mã số 27. Ai lấy thì comment cho em. Mã số 27 50 kg đổ lại bằng vừa. 50 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 27. Ai vô nick của chị vậy? Cái con kia. Chắc con ốc nó vô trong ai đó. Chị đâu có bấm nhau. Không có thú. Tiếp theo nha mọi người, một cái áo khỉ tay dài nha. 47 kg đổ lại bằng vừa nha. 55 kg nha, chịu quá. Giờ biết cái áo nó 55 kg nữa. Mã số là 26 nha mọi người. Áo này mã số 26 rất là đẹp nha mọi người. Mã số 26. Đây nha mọi người, mã số 26 nha. 47 kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 26, 47 kg đổ lại bằng vừa. Ai lấy thì comment cho em mã số 26. 27. 27 chưa chốt. Đây nè. 27 hả? Rồi ok 27. Ra cũng hai mấy. Cũng hai mấy. Rồi tiếp theo là một cái áo vàng thon dài nha mọi người. Một cái áo vàng thon dài rất là đẹp nha mọi người. Trời ơi mặn quá. Đây nha mọi người, ở dưới của nó là phối vòng như thế này nha. Tay dài nha. Mã số của nó là 28 nha. 26. 50 kg đổ lại bằng vừa. 26, Hà Vy 27. Hà Vy lựa liễu rồi. 26 nè. 28 Hồn Yến Nhi. 26 Đăng Yến. Ok. Đây nha mọi người, mã số 28 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 28. 48 kg đổ lại bằng vừa nha. 28 Hoàng Yến Nhi đưa luôn. Trời ơi Hoàng Yến Nhi ơi, chị chọn toàn là mẫu đẹp không chị ơi. Nguyễn Hằng ơi 26 hả? Có người chốt rồi. Nguyễn Hằng ơi 26 có người chốt rồi. Rồi tiếp theo là một cái áo cam nha mọi người. Trời ơi cái này rất là đẹp luôn nha. Cái này thì 50 kg đổ lại bằng vừa. Được 48 kg độ lại bằng vừa nha. 25k 48 kg độ lại bằng vừa. Hà Vy lộ liệu ơi, Nguyễn Hằng chốt trước rồi chị ơi. 26 Nguyễn Hằng chốt trước rồi. Mã số của nó là 29 nha. Một cái áo cam nha. 29. Mã số 29. 48 kg độ lại bằng vừa. Ai lấy thì comment cho em mã số 29. Em like 10 phút nữa nha mọi người ơi. Quả ăn đi cho con. Con ăn đi. Quả ăn đi nhà dưới. Rồi tiếp theo là một cái áo. Một cái áo đen nha mọi người. Một cái áo đen nha. Một cái áo đen nha. Cái này thì 40 kg độ lại bằng vừa. Ấy lộn. Trời ơi. 48 kg độ lại bằng vừa nha mọi người. 48 kg độ lại bằng vừa. Em của mình đó Ngô Ngọc Diễm ơi. Em á. Em của chị á Ngô Ngọc Diễm ơi. 31. Trời ơi. Chị ơi chị gái cho mấy chỗ đây nè em nhìn nữa. Mã số 31 nha mọi người. Mã số 31 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 31. 48 50 kg cũng đổ lại bằng vừa nha. Con ốc tối nay nó đi bay rồi, nó đi chơi rồi. Chị kêu em chị lên á. 50 kg đổ lại bằng vừa. Mã số 31 nha mọi người. Mã số 31 nha. Rồi tiếp theo là một cái siêu phẩm nha mọi người. Cái đó 60 kg mặc vừa, 55 kg mặc vừa hả chị ơi? Cái đây là 55 kg được mặc vừa nè. Hồi nãy chị nặng hỏi 55 kg nè chị ơi. Loài hoa đẹp ơi, 55 kg nè Nguyễn Hoàng em ơi. Cái này nè chị ơi. Nguyễn Hoàng chị chơi giùm cái. Ai lấy thì comment cho em mã số 32 nha. Mã số 32 nha, rất là xinh nha. Đằng sau chị Nguyễn Hằng ơi, 4 cái rồi, chị được tặng 1 cái rồi nha. Đây nha
mọi người, mã số 32 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 32. Nguyễn Hằng ơi, chị chọn cho em một mẫu rồi đi. Nguyễn Hằng ơi, chị chọn cho em một cái rồi đi. Mã số 32 nha. 55kg đổi lại bạn vừa. Ai lấy thì comment cho em mã số 32. Quá. Cái kem nó đẹp mà mọi người không lấy thì. Rồi, tiếp theo là một cái tay dài nha mọi người. Cái này thì 52kg đổi lại bạn vừa nha. Còn rộng rất là nhiều nha. Còn hà vi lộ liệu kiểm tra giùm con kìa. Cái này mã số 33 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 33. 55 4. Hà vi lộ liệu ơi, 4 cái rồi nha. 50kg đổi lại bạn vừa chọn nha. Chọn cho em một cái nào đây mọi người ơi. Hà vi lộ liệu ơi, em tặng chị một cái luôn nha. 52kg đổi lại bạn vừa nha. Tay dài nha mọi người, cái này form hơi rộng nha mọi người. Mã số của nó là 33. Ai lấy thì comment cho em mã số 33. 25k nha mọi người, đồng giá 25k nha. Chia sẻ giúp em nha mọi người. Rồi, cái này là vải nỉ nha mọi người. Cái này nha 25k. Mã số của nó là 35 bé tí nha. Này kiểm tra đơn kìa. Mã số 35, ai lấy thì comment cho em mã số 35. 45kg đổi lại bằng vừa. 45kg đổi lại bằng vừa. Mã số 35. Tiếp theo là một cái áo khắc. Nguyễn Hằng ơi, 4 cái, 1 cái tặng nữa là 5 cái nha. Ok chị nha. Chị chọn giùm em nha chị ơi. Chia sẻ giùm em vào các nhóm nha. Bé tí này 5 cái. Ngày mai em kiểm tra ai chia sẻ mới tặng quà nha chị. Rồi tiếp theo mai là một cái áo đây nha mọi người. Ai không chia sẻ em sẽ không tặng nhé. Một cái áo đây nha mọi người. Bé tí này 5 cái. Bé tí này ơi, 5 cái nữa em được tặng một cái rồi nha. Mã số là 36 nha. 44kg đổ lại bằng vừa nha. Chỉ cần khoát cái dây thôi. Bởi vì cái này nó không có gà nha mọi người. Này thì 45kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số của nó là 36 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 36. Rồi tiếp theo là một cái áo vest màu kem nha mọi người. Lột màu kem nha mọi người. Cái gì đó chị? Cái đó cột dây á. Cột dây hả? Cũng biết cột xe cái cột quấn kim một nút. À đấy hả? Đấy hả chị? Ờ. Chắc vậy luôn. Cho nó độc và lẹ quá em biết. Cái này nha mọi người. Đây rất là độc nha mọi người. Em cũng biết mạnh sao nữa luôn. Đây nha. Cái này thì 50kg đổ lại bằng vừa nha. Chủ yếu cái tay của nó thôi nha. 50kg đổ lại bằng vừa. Mã số của nó là 37 hả chị? 37 nha. Mã số 37 nha. 25k mã số 37. 50kg đổ lại bằng vừa. Ai lấy thì comment cho em mã số 37. Mọi người ơi, lựa thêm giúp em đi mọi người ơi. Sao mọi người được tặng xong rồi mọi người không lựa được vậy? Bé mọi người ơi, 36. Bé này 36. Rồi tiếp theo là một cái áo đen nha mọi người. Nó lụm như thế này nha, đằng sau như thế này nha. Một cái áo đen nha. Cái này thì 50kg đổ lại bằng vừa nha. 50kg đổ lại bằng vừa. Mọi người ơi, lựa thêm giúp em với. Sao mọi người tặng xong rồi mọi người không lấy nữa vậy? Mọi người ơi, ai lấy thì comment cho em mã số 38 nha. Mã số 38 cái này rất là đẹp luôn nha mọi người. 48kg đổ lại bằng vừa nha. Cái này 48kg đổ lại bằng vừa, còn rất là rộng nha. 48kg đổ lại bằng vừa. Mã số 38 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 38. Bố nay ăn Linh về sáng nhắc chân tay của mình. Cái chân á? Ừ. Chị về chị ạ. Em ngâm ngâm muối á. Ngâm muối này đâu á. Mấy tiếng nữa thôi. Từ hồi lai tới giờ 7 giờ mấy à. Rồi tiếp theo nha mọi người. Một cái áo này form rất là rộng nha. 60kg đổ lại bằng vừa. Mã số 39. 60kg đổ lại bằng vừa. Mã số 39. Cái hôm nãy màu đen 55kg đó mà em nói chị rồi đó chị. Cái màu đen riêng nè. Cái màu đen riêng đen nè chị ơi. Đẹp nè, 55kg nè. Để em bằng lại cho chị coi nha. Chiều khách tới bến.
Cái đây là 55kg nè. Đây chị ơi, 55kg nè chị ơi. Cái này nè chị màu ơi, kem là 55kg nè. Chị lấy thì không mình cho em mã số 32 nha. Nó có 22 đây nè. Lê Hiền 38, ok Lê Hiền. Số 32 nha. Trời ơi cái màu ren rất là đẹp luôn nè, 55kg mấy chị không lấy nè. Cái này thì cái tay nó 13. Cái này thì 46kg độ lại bằng vừa nha mọi người. Cái này 46kg độ lại bằng vừa nha mọi người. Cái tay nó hơi bo nha mọi người. Cái form nó rộng nhưng mà cái tay nó hơi bo. Cái này thì mã số của nó là 41 nha mọi người, mã số 41 nha. Ai lấy thì comment cho em 55kg vô đó chị ơi. Tay chả coi thử 55kg. Cái đây thì 55kg vừa nè chị ơi. Chào Huyền Ốc nha, đi chơi cho sướng vô. Chị mày đang mỏi mệt lắm nha Huyền Ốc ơi. Đây nha mọi người, cái này nha, cái này mã số 30 nha. 55kg đổi lại bằng vừa nha. Cái này thì 55kg đổi lại bằng vừa nha chị ơi. Mã số 30 nha, ai lấy thì comment cho em mã số 30 nha. Đằng sau nó như thế này nha, đằng trước thì mình là đằng trước thì mình gài nút nha mọi người. Em 55kg đổi lại bằng vừa nha. Đây 60kg nè. 60kg nha chị ơi, em gần hết rồi nha. Lộn rồi sao? Xin lỗi mọi người. Đây nha mọi người. Cái này nha, cái này 60kg nè mấy chị ơi, cái này 60kg là bằng vừa. Chút nữa chị qua chị IBM sau nha Huyền ơi, chút nữa chị IBM sau nha. Cái này 60kg vừa đó chị ơi. Ai lấy thì comment cho em mã số. Mã số 1 đi. Mã số 1 nha, 60kg đổi lại bằng vừa nha, lấy thì comment cho em mã số 1. 55kg đổi lại đó chị ơi, chị hỏi mới xem lên chị không chốt được cái nào hết vậy. Chị đánh lừa. Giờ em hết rồi nha mọi người ơi, em còn 4-5 cái nữa thôi. Đây nha mọi người, một cái cam rất là đẹp nha. Một cái cam rất là đẹp nha, 50kg đổ lại bằng vừa nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 29 nha. Mã số 29, một cái cam rất là đẹp nha mọi người. Mã số 29, 55kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số 29, ai lấy thì comment cho em mã số 29 nha. Đằng sau đây nha mọi người. Mã số 29, 50kg đổ lại bằng vừa. Mã số 29 nha, lấy thì comment cho em mã số 29 nha. Huỳnh Yến Nhi số 1. Huỳnh Yến Nhi số 1. Rồi tiếp theo là một cái màu hồng nha. Màu hồng rất là đẹp luôn nha mấy chị. Trời ơi cái này đẹp lắm nha mấy chị ơi. Cái này thì 50kg đổ lại bằng vừa nha. 50kg đổ lại bằng vừa nha. Đây Huỳnh Yến Nhi số 2, ok. Số 2 đâu? Huỳnh Yến Nhi số 2. 29. 29 đây đẹp. Đây nha mọi người, rất là đẹp nha. 50kg đổ lại bằng vừa. Cái này 50kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số là 89 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 89. Cái này rất là đẹp nha. Nó có hai bên hai cái đường sắt như thế này, rất là đẹp nha mọi người. 50kg đổ lại bằng vừa. Mã số 29 nha. Lộn, 89 nha. Mã số 89 nha mọi người. Ai lấy thì comment cho em mã số 89. 50kg đổ lại bằng vừa nha. Em gần hết mẫu rồi nha mọi người ơi. Chết rồi. Rồi tối nay ôm cái bao kia ngủ đi. Đưa máy chút chút. Rồi tiếp theo nha mọi người. Cái gì vậy? Cái này nha. Cái này thì 48kg đổ lại bằng vừa nha. Ai lấy thì comment cho em mã số.
Rồi bà này bà dám lung tung hết. Mã số 68 nha mọi người. 68 hay 89 vậy? 68 nha mọi người. Mã số 68 nha, 50kg đổ lại bằng vừa. Mã số 68. Ai lấy thì comment kèm mã số 68. 50kg đổ lại bằng vừa nha. Một cái áo đen nữa nha mọi người. Qua cái đây này. Cái này 60kg đổ lại bằng vừa nha mấy chị. 60kg đổ lại bằng vừa nha. Cái này à, mã số của nó là 39 nha. Mã số 39, 60kg đổ lại bằng vừa nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 39 nha. Hạ Vi lộ liễu số 9. Tới tìm đi. Mã số 39 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 39. Tiếp theo là một cái áo len nha mọi người. Một cái áo len khác nha. Cái này nó hơi bị lỗi rồi nha mọi người. Nó đen hơi không. Em xả ra nha. 89 rồi không mình có số 9. Bao nhiêu? Số 9. Số 9 có. Chuyện này thì có số 9. Rồi số 9 đã. Rồi tiếp theo là một cái áo đen nha mọi người. Cái này rất là đẹp nha. Cái này rất là đẹp nha mọi người. 55kg đổ lại bằng vừa à. Cái đây thì 55kg bộ lại thì sẽ bằng vừa đấy ạ. Mã số của nó là 34 nha. Mã số 34. 55kg đổ lại bằng vừa. Mã số 34. Đây nha mọi người. Mã số 34. 55kg đổ lại bằng vừa nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 34 nha. Rồi tiếp theo là một cái áo đen đây nữa nha mọi người. Trời ơi cái này xinh lắm luôn. Rồi cái này xinh lắm luôn mọi người ơi. Cái này mã số của nó là 37 nha. 48kg đổ lại bằng vừa nha. Cái tay của nó này mọi người ơi rất là đẹp luôn. Cái này rất là đẹp luôn nha mọi người. Tay của nó như thế này nha. Mã số của nó 39, 25k thôi mọi người ơi. 25k mã số 39 nha. 48kg đổ lại bằng vừa nha. Trời ơi cái này không lấy là tiếc lắm nha mọi người ơi. Mã số của nó là 30. Hình như ghi 34. 37 nha. Em lộn. Mã số 37 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 37. Cái này cái tay của nó rất là đẹp nha mọi người ơi. Mã số 37 nha. 48kg đổ lại bằng vừa nha mọi người. Mã số 37. Ai lấy thì comment cho em mã số 37. Rồi em có một cái cuối cùng nha. Một cái cuối cùng nha mọi người ơi. Một cái cuối cùng nha mọi người. Rồi cho em thăng thiên nha mọi người. Rồi một cái đen cuối cùng nha mọi người. Một cái đen nha. Cái này thì 50kg đổ lại bằng vừa nha. Mã số là 40. Ai lấy thì comment cho em mã số 40. 50kg đổ lại bằng vừa. Mã số 40. Đây nha mọi người. Mã số 40 nha. Ai lấy thì comment cho em mã số 40. 50kg đổ lại bằng vừa. 37. Không biết là sẽ đâu có người sẽ. Rồi nha mọi người, cái này nha, mã số 40 chốt hạ cuối cùng nha, ai lấy cho em. Cái này nha mọi người, ai lấy thì comment cho em mã số 40 nha. 39 mình đi chốt rồi. Mã số 40 nha mọi người, một cái cuối cùng rồi nha mọi người. Em tạm biệt mọi người nha. Mai gặp lại mọi người nha. Hẹn mọi người mai gặp lại nha, em cho mọi người một phút để chốt đơn nha. Em về áo em bé, áo khoác em bé nhiều lắm nha mọi người ơi. Hàng bao đẹp luôn nha. Hẹn mọi người ngày mai nha. Ngày ai lấy thì tới 80 thống nhất lựa nha mọi người ơi. Ai lấy thì tới 80 thống nhất lựa nha. Em à, rồi ok nha. Rồi còn em nhiều. Xin chào mọi người nha. Hẹn ngày mai gặp lại nha. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Đẹp chính đâu mày. Rồi em xin kết thúc like nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon nha. Chúc mọi người ngủ ngon.